Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 761. Lôi Vân Trảm. Trần Lăng quát lớn, kiếm thế trên người lan ra như mây đen cuộn trào. Nhát kiếm của hắn ta chém xuống, giống như lôi quang bắn ra từ trong mây, một chiêu này lập tức chém mạnh về phía Lâm Nhất. Nhát kiếm này quả thực phi thường, như mây trên trời, như kiếm hóa lỗi, thu hết tinh hoa của Lôi Vân kiếm. Hay lắm. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, không né cũng không tránh mà chắp tay sau lưng đứng đó, Tử Diên kiếm quyết tầng 7 đỉnh phong lặng lẽ hoạt động, chân nguyên màu tím dồi dào mà ngưng tụ tràn khắp toàn thân, hắn đứng thẳng tắp như kiếm. Hắn muốn xem chỉ dựa vào Tử Diên kiếm quyết tầng 7 đỉnh phong có thể phá được sát chiêu của võ giả cùng cấp này không. Tên này bị điên à? Bốn người thấy Lâm Nhất không né tránh cũng không thi triển võ kỹ thì đều sững sờ. Đi chết đi. Trần Lăng đáp xuống từ trên không trung nhanh như chớp, lòng trầm xuống, người muốn tìm cái chết thì đừng trách ta. Khi Lôi Vân Trảm đáng sợ hoàn toàn chém xuống, Lâm Nhất bắt đầu chuyển động. Năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, chân nguyên trên người lập tức chút vào quyền mang. Hắn không nhìn, tùy ý vung ra một quyền, tung kiếm mang từ trên trời xuống. Kiếm thế ngút trời bộc phát ra từ quyền mang của hắn, ý cảnh của Lôi Vân Trảm lập tức bị phá vỡ. Tử Diên kiếm kình mang theo sức hủy diệt lập tức xuất ra. Trần Lăng hộc máu, bị đẩy lùi thật xa, sau khi tiếp đất vẻ mặt hắn ta đau đớn vô cùng, cảm thấy tay phải cầm kiếm đã hoàn toàn tê liệt. Trần Sư Huynh, bốn người đang mong chờ Lâm Nhất bị đánh, thấy cảnh này thì không thể tin được. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, không ngờ người bí ẩn đeo mặt nạ quỷ lại không bị thương chút nào. Một quyền đã phá được Lôi Vân Trảm của ta. Trần Lăng lộ vẻ kinh hãi, hắn ta chật vật đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới đi vài bước, một tia sáng lóe lên, Lâm Nhất quay người xuất hiện trước mặt bọn họ, cười hỏi ta đã cho ngươi đi chưa? Kiếm Vân Đan đã cho ngươi rồi, đừng được nước lấn tới. Trần Lăng tức giận trừng mắt nhìn, hắn ta hét lên với vẻ đồng quy vu tận, đừng ép ta, lão tử có thể đứng thứ 48 bảng nhân đương nhiên có chỗ dựa. Nếu ép ta thì ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu. Dầm. Đáp lại hắn ta là quyền mang của Lâm Nhất, quyền hệt như kiếm, kiếm hệt như quyền, phối hợp với thất huyền bộ đại thành, kim ô ấn sau lưng nở rộ, quyền này, kiếm này chẳng mấy ai có thể phản ứng kịp. Trần Lăng còn chưa nói hết đã bị một quyền đánh trúng ngực, xương sườn gãy hoàn toàn, bay ra đập vào cây cổ thụ rồi lại hộc ra một búng máu. Bốn người đang đứng run lẩy bẩy. Nhìn Lâm Nhất bằng vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Chương 762. Vút. Lâm Nhất nhón chân, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trước mặt Trần Lăng đang ngã bên cây cổ thụ. Hắn không nhiều lời, đưa tay phải ra, đứng thẳng trước mặt đối phương. Trần Lăng họ vài tiếng, đấu tranh dữ dội trong lòng một hồi, cuối cùng lấy ngọc bội tử tinh ra, đưa cho Lâm Nhất rồi bảo, để lại cho ta một sao nhé. Như người mong muốn. Trong ngọc bội có 9 ngôi sao, nhiều hơn Lâm Nhất một sao, hắn không nhiều lời, chạm nhẹ vào mặt ngọc bội, 8 ngôi sao lập tức bay sang ngọc bội của hắn. Ngọc bội chỉ còn một sao bị Lâm Nhất tiện tay ném đi, Trần Lăng vội vàng đưa hai tay đỡ lấy. Lấy được sao, Lâm Nhất cũng chẳng thèm nhìn Trần Lăng nữa mà đi thẳng về phía Hỏa Vân Báo. Rắc, hắn dùng tay không lấy yêu đan ra, yêu đan hừng hực lửa cháy, kiếm ý tập trung chính giữa ngọn lửa. Ngưng kết thành hai vân lộ hình đám mây. Nhìn kỹ còn thấy có quang mang rực rỡ đập thẳng vào mắt, giống như thanh kiếm sắc bén lấp lánh giữa bầu trời. Thú vị, không ngờ kiếm ý còn có thể ngưng tụ thành linh văn thiên nhiên, chẳng trách yêu đan được gọi là kiếm vân đan. Ánh mắt Lâm Nhất nóng rực, hắn lập tức hiểu ra vì sao viên đạn này lại có giá trị đến vậy. Đối với kiếm khách mà nói, đây quả thực là một sức hút lớn. Yêu sát vốn đã rất sắc bén. Lại thêm kiếm ý gia trì nên bất kỳ kiếm khách nào cũng sẽ động lòng. Núi Mai Kiếm không hổ là một trong tứ đại bảo đại của Lăng Tiêu Kiếm Các. Không ngờ lại là kiếm vân đan nhị phẩm. Có người tinh mắt nhìn thấy hai vân lộ trong yêu đan bèn không kìm nổi ngạc nhiên hô lên. Trần Lăng bừng bừng lửa giận, trừng mắt nhìn Lâm Nhất, tên khốn kiếp này, chán sống rồi sao? Sau đó hắn ta chợt tỉnh táo lại, sợ tới mức vội vàng bịt miệng. Không dám phát ra tiếng. Trần Lăng nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Nhất, chỉ sợ hắn có gì không hài lòng sẽ đập vỡ ngọc bội của bọn họ.
Lúc trước bọn họ đã đập vỡ ngọc bội của rất nhiều người. Ngọc bội vỡ sẽ bị trưởng lão không thương tình mời ra ngoài ngay lập tức, dù có van xin thế nào cũng vô dụng, cực kỳ đáng thương. Bây giờ dù bị Lâm Nhất cướp kiếm Vân Đan, chỉ cần vẫn có thể ở lại núi Mai Kiếm thì mọi chuyện đều có thể. Dù sao cũng đỡ mất mặt hơn bị đuổi ra khỏi cửa, không lấy được gì. May thay Lâm Nhất lại như không nghe thấy, hắn cất kiếm Vân Đan chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc các hạ là ai? Thấy Lâm Nhất chuẩn bị đi, Trần Lăng mới bạo gan hỏi. Kẻ mạnh như vậy, theo lý mà nói chắc chắn không phải hạng người vô danh ở ngoại môn, dù hắn ta không biết thì chắc cũng đã nghe nói tới. Lâm Nhất khựng lại, khế đáp Trung Vân Tiêu. Chương 763 vậy nên ngươi rủ ta theo. Trung Vân Tiêu là ai? Mấy người Trần Lăng mở to mắt nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói về người này, vậy thì chỉ có một khả năng. Trong ngoại môn có một số kẻ tàn nhẫn hoàn toàn không quan tâm đến thứ hạng trên bảng nhân, quanh năm đi lịch luyện và chém giết ở bên ngoài, có thể gọi là kẻ cuồng tu luyện. Hắn ta cũng biết đôi chút về loại người này, thậm chí trong đó còn có vài người không thua kém gì 10 người đứng đầu bảng nhân. Trung Vân Tiêu trước mặt hắn ta rất có thể là loại người tàn nhẫn vô danh này, vì cuộc chiến đồng minh lớn nhất trong 100 năm qua nên mới cố ý trở về. Trung huynh, Trung đại ca, đợi đã. Hai mắt Trần Lăng sáng rực lên, hắn ta vội vàng bước tới ngăn cản Lâm Nhất. Có chuyện gì không? Dưới lớp mặt nạ, Lâm Nhất bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Nhưng trong lòng lại thầm cảnh giác, nếu tiểu tử này dám giở trò quỷ với hắn thì không cần phải giữ lại. Chắc hẳn Trung huynh đi lịch luyện bên ngoài quanh năm nên không biết nhiều về núi Mai Kiếm, không biết Trần Mỗ đoán có đúng hay không, Trần Lăng cố nở nụ cười, cố gắng sửa lại ấn tượng xấu mà hắn ta đã để lại cho đối phương trước đó vì sự kiêu ngạo của mình. Lâm Nhất không trả lời. Xem ra Trần Mỗ đã đoán đúng, không biết Trung huynh có từng nghe nói về Cỏ Kiếm Hoàng chưa? Chưa nghe bao giờ. Đây là một loại dị bảo thiên địa ẩn chứa kiếm ý, chỉ xuất hiện ở núi Mai Kiếm, sau khi yêu thú ăn vào sẽ ngưng kết đan kiếm vân thành công 100%. Võ giả nhân loại luyện hóa nó có thể rèn luyện kiếm ý, nếu sử dụng kết hợp với đan kiếm vân thì có thể nói là tuyệt vời. Rất nhiều người không lĩnh ngộ kiếm ý từ giữa sự sống và cái chết nên không đủ sắc bén, chỉ khi nào luyện hóa Cỏ Kiếm Hoàng mới trở nên khác biệt. Ánh mắt Trần Lăng cực nóng, hiển nhiên hắn ta rất muốn có được Cỏ Kiếm Hoàng, đến nỗi tạm thời quên mất vết thương trên người mình. Lâm Nhất lườm Trần Lăng, sau đó rời mắt về phía bốn người cách đó không xa, với thực lực của các ngươi, e rằng các ngươi sẽ không còn mạng để lấy được Cỏ Kiếm Hoàng này đâu. Nếu một thứ quý giá như vậy mọc ở núi Mai Kiếm, chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như đi lung tung, có lẽ chưa tìm được Cỏ Kiếm Hoàng đã mất mạng rồi. Trần Lăng hơi xấu hổ, một lát sau mới nói, đúng là vậy, nên trước khi đến, Liên minh Phá Quân đã thỏa thuận với ba liên minh khác về việc hợp tác với nhau để đi tìm Cỏ Kiếm Hoàng. Ai đóng góp nhiều nhất sẽ được chia phần tốt nhất. Lâm Nhất tiếp lời, vậy nên ngươi rủ ta theo. Đúng vậy, Trung huynh không biết Cỏ Kiếm Hoàng ở đâu nhưng ta biết. Vừa hay bổ sung cho nhau, chỉ là phải phiền Trung huynh giả làm người của Liên minh Phá Quân chúng ta. Trần Lăng nói với vẻ mong đợi, sau khi chuyện này thành công, ta sẽ chia cho huynh ba phần tốt của Cỏ Kiếm Hoàng. Dưới lớp mặt nạ, Lâm Nhất cười nghiền ngẫm, nhẹ giọng hỏi, người có biết kẻ tự cho mình thông minh cuối cùng sẽ chết như thế nào không? Ta không biết. Chương 764 ta thật sự đã hiểu. Trần Lăng thấp thỏm trả lời, ba phần chưa đủ sao? Nhưng nếu không có hắn ta thì đối phương không thể biết Cỏ Kiếm Hoàng ở đâu. Một phần lợi ích cũng không thể đạt được. Kẻ tự cho mình thông minh thường chỉ thấy pháo hoa trên bầu trời, nhưng lại không nhìn thấy bụi rơi từ pháo hoa. Ta có 100 cách để ép ngươi phải nói ra vị trí của Cỏ Kiếm Hoàng. Ngươi lục tung cả ngoại môn cũng không tìm được người giúp đỡ nào mạnh như ta. Lâm Nhất nhẹ nhàng nói, không nhanh cũng không chậm, nhưng lại khiến Trần Lăng đổ mồ hôi ròng ròng, mặt trắng bệch không còn chút máu. Để lại cho hắn ta một ngôi sao, tha mạng cho hắn ta, điều này khiến hắn ta có ảo giác, lầm tưởng Lâm Nhất là người mà hắn ta có thể tiếp cận và lợi dụng. Không hiểu à? Nét mặt của Lâm Nhất dưới chiếc mặt nạ quỷ vô cùng lạnh lẽo, vậy để ta nói cho ngươi biết,
ta là pháo hoa trên bầu trời, còn ngươi là hạt bụi dưới mặt đất. Đầu đầu cũng có thể nhìn thấy ngươi, còn ta là độc nhất vô nhị. Trần Lăng dùng mình, toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán rơi như mưa, hắn ta vội trả lời, ta hiểu rồi, nếu lấy được cỏ kiếm hoàng, chia thế nào đều dựa theo ý của Trung huynh, Trần Mỗ sẽ không phàn nàn câu nào. Pháo hoa và hạt bụi. Trong lòng Trần Lăng chua xót, đây là lần đầu tiên hắn ta bị người khác coi thường một cách trắng trợn như vậy. Phải, là coi thường, thậm chí không thể nói là sỉ nhục. Trước đó hắn ta tự cho rằng mình nắm quyền chủ động, hứa sẽ cho Lâm Nhất ba phần lợi ích. Lúc nói những lời đó, chính hắn ta còn không để ý rằng mình vẫn chưa buông bỏ sự kiêu ngạo của hạng 48 bảng nhân. Trong lời nói bất giác trở lại với lối suy nghĩ cao cao tại thượng. Ta có lòng từ bi cho ngươi ba phần lợi ích, ngươi nên biết ơn ta. Nhưng thật ra hắn ta không biết hành động của mình là đang tìm đường chết. Đừng nói là hạng 48 bảng nhân, ngay cả Trương Liệt hạng 10 bảng nhân cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Lâm Nhất. Hắn ta lấy đâu ra can đảm nói như vậy, hơn nữa còn muốn lợi dụng Lâm Nhất. Có thật là đã hiểu không? Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất lạnh giọng hỏi. Một áp lực vô hình xuất hiện trên người Trần Lăng, hắn ta sợ run bần bật. Ta thật sự đã hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuyến phòng ngự trong lòng Trần Lăng đã hoàn toàn bị đứt, hắn ta không dám ra vẻ ta đây trước mặt Lâm Nhất nữa. Lâm Nhất gật đầu, vậy ta sẽ tạm thời gia nhập liên minh phá quân của các ngươi. Nói cho ta biết cụ thể hơn về cỏ kiếm hoàng đi. Trần Lăng lập tức thở phào, nghe thấy Lâm Nhất đồng ý tạm thời gia nhập liên minh phá quân, hắn ta không khỏi mừng rỡ, vâng, có Trung huynh gia nhập liên minh phá quân, chắc chắn cỏ kiếm hoàng sẽ vào tay chúng ta thôi. Sau đó hai người bắt đầu nói chi tiết hơn. Một lát sau, Lâm Nhất đã biết đại khái về nguồn gốc của cỏ kiếm hoàng. Ở bên ngoài núi Mai Kiếm có tổng cộng 7 nơi có khả năng mọc cỏ kiếm hoàng. Mỗi nơi đều là vùng đất báu, hàng tháng đúng giờ đều sẽ mọc ra một ít cỏ kiếm hoàng. Chương 765 vậy đi trước đi. Mặc dù vị trí rất bí ẩn, nhưng số người biết cũng không ít. Suy cho cùng núi Mai Kiếm cũng là một trong tứ đại bảo địa của kiếm các, dù có bí ẩn ra sao cũng sẽ để lộ một chút manh mối. Biết thì biết. Nhưng có bản lĩnh lấy hay không lại là một chuyện khác. Khi cỏ kiếm hoàng mọc ra, tất cả yêu thú cũng sẽ nghe tin chạy tới, để lấy được cũng là một phiền phức không nhỏ. Trước khi cuộc chiến đồng minh diễn ra, liên minh phá quân đã biết bí mật này, vậy nên mới hợp tác với hai hội đồng minh khác, chờ sau khi cuộc chiến đồng minh bắt đầu sẽ tập hợp lại. Lâm Nhất hỏi, mọi người đều được truyền tống ngẫu nhiên, các ngươi tập hợp bằng cách nào? Chẳng lẽ các ngươi có bản đồ của núi Mai Kiếm? Đúng là có một bản. Trần Lăng vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một tấm bản đồ rồi đưa qua. Tiện tay đón lấy, Lâm Nhất nhìn qua một lượt, trên bản đồ có các thể loại ghi chú đánh dấu, nơi chưa được thám hiểm thì đánh dấu bằng sương mù, nơi mà cỏ kiếm hoàng sinh sôi thì dùng hình cây kiếm để đánh dấu, chú thích khá là tỉ mỉ. Như vậy xem ra, vùng rừng núi xung quanh kiếm chủng mặc dù nguy hiểm nhưng mà những báu vật trong trời đất này thì lại có không ít. Cỏ kiếm hoàng chỉ là một trong số đó, là một loại tương đối quý giá, có thể kết hợp sử dụng nó chung với kiếm vân đan. Hiệu quả sau khi kết hợp lại có thể vượt xa phần lớn những báu vật có trong bản đồ này. Đây mới là thứ khiến cho tất cả mọi người động lòng. Lâm Nhất âm thầm ghi nhớ lại. Sau đó cất bản đồ của núi Mai Kiếm đi như nó là của mình. Trần Lăng trơ mắt nhìn, trong lòng cười khổ, không dám đòi lại mà nói, Trung huynh, bây giờ làm thế nào? Kế hoạch không thay đổi, ngươi vốn định làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Bây giờ ngươi chính là thủ lĩnh của liên minh phá quân, ta chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Lâm Nhất mặt không có biểu cảm, bình tĩnh nói. Vậy đi trước đi. Trần Lăng gật đầu, thu lại binh khí cho vào trong hạp kiếm rồi nói chuyện với 4 người còn lại của liên minh phá quân một hồi. Dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của mấy người, liền quyết định cùng nhau đi đến nơi tập hợp với 2 liên minh còn lại là liên minh quỷ hỏa và liên minh viêm nguyệt. Cả một đường, ngoại trừ gặp phải yêu thú bao hàm kiếm vân đan ra, Lâm Nhất hầu như không phải ra tay.
nhưng một khi đã ra tay thì vô cùng sát phạt quyết đoán, cho dù gặp phải yêu thú cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 thì cũng đều có thể dùng thủ đoạn như sấm sét và không để bản thân bị thương để chém giết. Thậm chí đến kiếm hạp trên lưng đều chưa từng sử dụng đến. Chỉ dựa vào nhục thân và một đôi nắm đấm như sắt thép, trong sự chấn động của quyền mang, thấp thoáng có tiếng thánh âm vang vọng. Kiểu thủ đoạn này khiến 5 người của Liên minh phá quân, bao gồm cả Trần Lăng đều phải trợn mắt tặc lưỡi. Quả thực là không thể ngờ, ngoại môn kiếm các lại có một nhân vật yêu nghiệt đến bậc này. Thực lực như vậy không hề kém cạnh với 10 người đứng đầu của bảng nhân. View. Tất cả mọi người của Liên minh phá quân đang vội vã lên đường, một cái bóng bất ngờ hùng hổ xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Sắc mặt Trần Lăng đột ngột thay đổi, dường như có quen biết với người này liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng trò chuyện. Chương 766 hắn là ai? Ánh mắt người đó quét qua người Lâm Nhất mấy lần, Trần Lăng dường như đang giải thích gì đó, một hồi sau, người nọ mới rời đi với gương mặt bất thiện. Sư huynh, người nào đó? Những người còn lại của Liên minh phá quân khó hiểu hỏi, cách hai người nói chuyện quá mức thần bí, quả thực khiến người ta vô cùng hiếu kỳ. Trần Lăng cười nói, là người của Liên minh quân tử, bây giờ Liên minh quân tử có Sở Hạo Vũ tham gia, nên ở trong núi Mai Kiếm này vênh váo đến mức có nằm ngang ra đường thì cũng chẳng có ai dám đi trêu chọc vào bọn họ. Người của Liên minh quân tử tìm ngươi làm gì? Vẻ mặt Lâm Nhất bên dưới lớp mặt nạ không hề thay đổi, lạnh lùng hỏi. Trần Lăng vội vàng giải thích đáp, ha ha, Trung huynh thường ngày đều ở bên ngoài, có thể không biết, gần đây ngoại môn kiếm các xuất hiện một yêu nghiệt đã vả mặt hết một lượt 10 người đứng đầu bảng nhân. Nay trong liên minh, lại do liên minh quân tử đứng đầu đã đưa ra mệnh lệnh buộc phải giết chết hắn. Các đại đồng minh chỉ cần phát hiện tung tích của Lâm Nhất thì có thể nhận được phần thưởng là 50 viên linh ngọc nhị phẩm. Có thể giữ chân hắn thì thưởng 100 viên linh ngọc, có thể đả thương hắn, chậc chậc. Vậy thì còn ghê gớm hơn, thưởng 200 viên linh ngọc nhị phẩm. Bốn người còn lại thở dài, chỉ bạo tay quá, vậy mà lại lấy linh ngọc nhị phẩm ra để làm phần thưởng, quá là xa xỉ đi. Trần Lăng nghiêm túc nói, đích trưởng tử của tông tộc Vương Thị, ra tay đương nhiên là phải bất phàm, lần này Lâm Nhất sợ là khó tránh được cái chết. Nhưng mà vũng nước đục này, chúng ta đừng có nhúng tay vào, không cần thiết phải đi trêu chọc vào tên Lâm Nhất đó. Nhưng mà... Ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Nhất, Trần Lăng cười nói, nếu như bị Trung huynh gặp phải thì có lẽ chẳng có gì đáng sợ, với thực lực của Trung huynh thì chắc chắn có thể giữ được chân Lâm Nhất, thậm chí còn có thể đả thương hắn. Không có hứng thú. Bên dưới lớp mặt nạ, Lâm Nhất hờ hững nói. Chẳng trách lúc mới đầu vào núi Mai Kiếm đã cảm giác được có rất nhiều ánh mắt âm thầm quan sát hắn sau đó tránh đi thật xa. Chắc đều đã chạy đi báo tin hết cả rồi, còn may. Trong tay hắn có chiếc mặt nạ quỷ này, nếu không thì không ít rắc rối. Ba ngày sau, Liên minh phá quân cùng Liên minh quỷ hỏa và Liên minh viêm nguyệt đã thành công tụ họp lại với nhau. Gặp được người đứng đầu của hai đại đồng minh này, Lâm Nhất coi như đã hiểu ra, Trần Lăng vì sao lại kéo hắn nhập hội. Thủ lĩnh của Liên minh quỷ hỏa là Lâm Thu Sam, đứng thứ 39 trong danh sách những người đứng đầu bảng nhân, cũng là một mỹ nữ hiếm gặp của ngoại môn. Thủ lĩnh của Liên minh Viêm Nguyệt là Cố Bắc Huyền, đứng thứ 36 trong danh sách, hai người này đều mạnh hơn Trần Lăng rất nhiều. Sư huynh đệ đồng minh, mỗi bên có khoảng hơn 20 người, đội ngũ 5 người của Liên minh phá quân so với bọn họ, quả thực kém hơn nhiều. Chỉ e là Liên minh phá quân này không có quá nhiều tiếng nói trong số 3 liên minh. Nhưng mà trước mắt, Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đều không ở đây, nghe ngóng thông tin mới biết được. Hai người này phát hiện ra một con yêu thú bao hàm kiếm vân đan, đợi sau khi giết chết nó xong mới đến đây sau. Trần Lăng nghe vậy thì thở phào một hơi, cười nói với nhân vật đứng thứ hai của hai bên liên minh, để hai vị đợi lâu rồi. Nhân vật đứng thứ hai của liên minh Viêm Nguyệt là Điền Phi, hắn ta không quá khách khí với Trần Lăng, hờ hững nói cũng tạm, chưa đợi quá lâu. Hắn là ai? Một nữ tử bên phía liên minh quỷ hỏa lại dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Lâm Nhất, nói bằng giọng hờ hững, số người của liên minh phá quân tham gia vào cuộc chiến đồng minh chỉ có 5 người, ta hình như không nhớ là có một người như vậy. Chương 767 chết tiệt, ta sẽ giết chết tên khốn nhà ngươi.
Lâm Nhất đeo một chiếc mặt nạ quỷ hình hài đáng sợ, trông vô cùng nhức mắt, muốn không chú đến cũng khó. Chỉ là những người khác ít nhiều còn nể mặt Trần Lăng nên mới không trách hỏi thẳng thừng, nghe qua có vẻ mất lịch sự như vậy. Nữ tử nói lời này chính là em gái của Lâm Thu Sam, Lâm Yên, trước giờ quen thói được nuông chiều, trong mắt luôn chẳng coi ai ra gì. Xuất thân thế gia, thực lực lại mạnh, còn có Lâm Thu Sam chống lưng, đương nhiên chẳng biết nể nang gì ai. Trong lòng Trần Lăng thoáng giật mình, lo lắng chỉ sợ Trung Vân Tiêu nổi giận ra tay đánh người. Vội vàng tiến lên trước cười nói, Lâm sư muội, đây là Trung Vân Tiêu, một người bạn mà ta quen được trên đường. Đã nhận lời mời của ta, tạm thời gia nhập liên minh phá quân, tham gia vào hành động đi săn cỏ kiếm hoàng lần này. Trung Vân Tiêu, Điền sư huynh, trong 100 hạng đầu bảng nhân có người này không? Lâm Yên đánh giá Lâm Nhất, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt hắn, vẻ bất mãn trong mắt nàng ta càng thêm rõ ràng. Điền Phi suy tư nhìn Lâm Nhất, cười nhạt đáp, không chỉ là 100 hạng đầu, cho dù là 500 hạng đầu cũng không có cái tên này. Trung Vân Tiêu, ha ha, ta không biết ở ngoại môn có nhân vật nào như hắn đấy. Nghe vậy, Lâm Yên bèn cười nhạo, vậy có nghĩa là ngay cả một con chó con mèo hắn cũng không được tính. Trần Lăng, dù sao ngươi cũng là một nhân tài hạng 48 bảng nhân. Thế mà lại dẫn theo một tên vô dụng không rõ lai lịch để đi tìm cỏ kiếm hoàng với chúng ta, ngươi có bị điên không? Dưới mặt nạ, vẻ tức giận chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất. Trần Lăng nhạy bén phát hiện ra điều này, hắn ta vội vàng bước tới trước mặt Lâm Yên, cười bảo, Lâm sư muội, trước khi đến chúng ta đã bàn với nhau rồi, ai đóng góp nhiều thì được chia nhiều nhất, không có quy định nào không cho phép tìm người giúp đỡ, muội cũng phải nể mặt ta chứ. Lâm Yên thờ ơ, không hề có ý định nể mặt hắn ta, bảo hắn tháo mặt nạ ra trước đi, giả thần giả quỷ, bản tiểu thư ghét nhất là loại người này. Cô vẫn chưa đủ tư cách yêu cầu Trung Mỗ tháo mặt nạ xuống đâu. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ dưới mặt nạ, Lâm Yên sầm mặt lại, sát khí lóe qua trong mắt, Trần Lăng, ta thấy người bạn này của ngươi ngại sống lâu đây mà. Trần Lăng lập tức khổ sở, đúng, là có người ngại sống lâu. Nhưng đó không phải Trung Vân Tiêu mà là Lâm Yên cô đấy, nhưng hắn ta không thể nói ra câu này. Hôm nay ta phải tháo mặt nạ của ngươi xuống cho bằng được. Lâm Yên hừ một tiếng, nhanh chóng giơ tay chộp về phía chiếc mặt nạ quỷ trên mặt Lâm Nhất. Soạt! Lâm Nhất chỉ tiến lên một bước đã dễ dàng tránh được, làm cho Lâm Yên bị hụt. Lâm Yên không ngờ đòn tấn công mạnh mẽ của mình lại thất bại. Không kiềm chế được tức giận, đồ chuột nhát nhà ngươi dám tránh à, ngoan ngoãn đứng yên cho ta. Vù vù vù. Chân Nguyên toàn thân sôi trào, nàng ta không nương tay nữa mà liên tục ra tay, nhưng Lâm Nhất thì khoanh tay trước ngực, bước đi thong thả, thậm chí không có hứng thú ra tay với nàng ta, trong mắt đầy hờ hứng. Chết tiệt, ta sẽ giết chết tên khốn nhà ngươi. Chương 768 quái vật, đây là một con quái vật. Lâm Yên tức nổ phổi, vừa định rút bội kiếm bên hông ra. Trần Lăng lập tức hoảng sợ, mặt mũi tái mét, ra tay thì ra tay, nếu như rút kiếm thì coi như lớn chuyện. Đến lúc đó Lâm Nhất hoàn toàn có lý do để giết nàng ta. Keng! Một tiếng keng vang lên, kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, tia sáng lạnh lóe lên, gió lớn thổi qua. Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nhíu mày, lặng lẽ thi triển thất huyền bộ, bước ra một bước. Đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Yên. Không chờ nàng ta rút kiếm, hắn đã vung tay tát vào mặt Lâm Yên, khiến nàng ta văng ra. Chát! Một tiếng tát vang lên, cùng với đó là Lâm Yên văng ra ngoài, tất cả mọi người kinh hãi, các đệ tử liên minh quỷ hỏa đều biến sắc, vội vàng đi tới đỡ lấy Lâm Yên trước khi nàng ta ngã xuống đất. Điền phi của liên minh Viêm Nguyệt kinh ngạc bước qua, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tên vô dụng này thật to gan, nhưng nhờ vậy mà đã cho hắn ta một cơ hội, hắn ta đang lo lắng không có cách tiếp cận Lâm Yên. Đồ chó, ngay cả Lâm tiểu thư mà cũng dám đánh, không biết sống chết. Nói xong, Điền Phi bật nhảy lên cao, tung trưởng về phía Lâm Nhất. Các kiếm khách thường tu luyện quyền pháp hoặc trưởng pháp để tự vệ, dù sao cũng có rất nhiều lúc phải cận chiến, đôi khi không cần phải rút kiếm. Cú đấm của Điền Phi chính là Viêm Phong Quyền,
một loại quyền pháp rất nổi tiếng trong Lăng Tiêu kiếm các. Hắn ta tung một quyền nhìn cũng ra dáng, ánh lửa bùng lên, nó như một ngọn núi đang cháy hừng hực, đấm thẳng về phía Lâm Nhất. Hay lắm! Các đệ tử Liên minh Viêm Nguyệt nhìn thấy uy thế của cú đấm này thì trầm trồ khen ngợi. Trần Lăng lấy tay che mặt, không dám nhìn, hắn ta không cần nhìn cũng biết kết quả ra sao. Lâm Nhất nhẹ nhàng đỡ lấy Viêm Phong quyền của Điền Phi, hắn thẳng thừng đỡ chiêu, không thi triển chiêu thức phức tạp nào. Bùm! Quyền quyền chạm nhau, Điền Phi hộc máu ngay tại chỗ, uy thế do quyền mang ngưng tụ lập tức vỡ nát. Trước khi hắn ta bị đánh bay, Lâm Nhất xòe tay ra túm lấy cổ tay hắn ta, sau đó kéo nhẹ. Không! Điền Phi hét thất thanh, chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Nhất kéo ngã lăn ra đất, hộc ra thêm một búng máu. Bịch! Lâm Nhất nhấc chân lên rồi giẫm mạnh, đầu Điền Phi lập tức bị hắn giẫm vùi vào đất. Hai chân ở bên ngoài giãy giụa kịch liệt nhưng chẳng ăn thua gì. Lâm Nhất đeo mặt nạ quỷ đưa mắt nhìn về phía Lâm Yên, lạnh nhạt bảo, ta đã nói rồi, cô không có tư cách yêu cầu ta tháo mặt nạ xuống. Hắn đang giẫm lên mặt Điền Phi, nhưng lời nói lại nhằm vào Lâm Yên. Một bên mặt Lâm Yên bị tát sưng phù, nhìn chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn và ánh mắt lạnh lẽo lộ ra từ sau mặt nạ, nàng ta bỗng dưng rùng mình, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Quái vật đây là một con quái vật. Có chuyện gì vậy? Chương 769 ngươi không giải thích gì sao? Khi mọi người đang sững sờ thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đã trở lại sau khi giết yêu thú xong. Lâm Thu Sam, con cháu dòng chính của Lâm gia, một trong tứ đại tông tộc của Đại Tần Đế Quốc. Nàng ta xếp hạng 39 bảng nhân, không chỉ có gia thế hiển hách, thiên phú hơn người, mà còn có bề ngoài rất xinh đẹp, khá nổi tiếng trong tông môn. Nàng ta và Cố Bắc Huyền đi song song nhau, cả hai đều có tâm trạng rất tốt. Họ vừa hợp sức giết một con yêu thú huyền võ tầng 6, lấy được một viên đan kiếm vân nhị phẩm, đạt được khá nhiều chiến lợi phẩm. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều khẽ biến sắc. Đặc biệt là Cố Bắc Huyền, Lâm Nhất dùng một chân giẫm đầu Điền Phi vùi vào đất, mặc dù đối với võ giả cảnh giới huyền võ sẽ không đến mức chết, nhưng như thế hơi tàn nhẫn quá. Tỷ tỷ, chính tên khốn này đã tát muội một bạt tai. Nhìn thấy Lâm Thu Sam xuất hiện, Lâm Yên lập tức đi tới khóc lóc kể lể, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy thù hằn. Vừa rồi Lâm Yên dùng tay che nên Lâm Thu Sam chưa thấy rõ, nhưng sau khi nhìn thấy, nàng ta lập tức cau mày, vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Rõ ràng là một tiểu mỹ nhân, thế mà một bên mặt lại bị tát sưng phù lên như đầu heo. Thấy hai người này đến, Trần Lăng thầm than khổ, lớn chuyện rồi. Hắn ta vội vàng bước tới, nhỏ giọng cầu xin, Trung huynh buông Điền Phi ra trước đi. Hai vị này là Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền, thủ lĩnh của Liên minh Viêm Nguyệt và Liên minh Quỷ Hỏa trong cuộc chiến đồng minh. Lâm Nhất im lặng bỏ chân ra. Trần Lăng thở phào nhẹ nhõm, bất chấp bước về phía Cố Bắc Huyền và Lâm Thu Sam. Trần Lăng, hắn có phải là người của Liên minh Phá Quân không? Cố Bắc Huyền chau mày, giọng hơi lạnh lùng, nếu vừa rồi không có Trần Lăng ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức, không nể mặt chút nào. Nhưng dù vậy, nếu Trần Lăng không đưa ra một lời giải thích hợp lý, món nợ này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Thu Sam an ủi Lâm Yên, nàng ta im lặng nhìn Trần Lăng, rõ ràng nàng ta cũng đang đợi hắn ta giải thích. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Người của Liên minh Quỷ Hỏa và Liên minh Viêm Nguyệt lặng lẽ tản ra, nhìn đám người Trần Lăng bằng ánh mắt không được tốt lắm. Bốn người Liên minh Phá Quân còn lại lập tức căng thẳng. Chỉ có Lâm Nhất, dưới lớp mặt nạ quỷ, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Trần Lăng cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào, là bạn của ta, tạm thời bị ta lôi kéo vào Liên minh Phá Quân, nhưng chuyện này giải thích hơi rắc rối, không phải như các ngươi thấy đâu. Có lẽ ta nên tự mình hỏi người bạn này của ngươi. Lâm Thu Sam lườm Trần Lăng, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này, nàng ta bước thẳng về phía Lâm Nhất. Cố Bắc Huyền đẩy Trần Lăng ra rồi đi theo. Hai người quan sát Lâm Nhất như muốn nhìn ra manh mối nào đó, nhưng cuối cùng không tìm ra được gì. Lâm Thu Sam trầm giọng hỏi, các hạ tên là gì?
Trung Vân Tiêu. Trung Vân Tiêu. Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt nhau. Họ chưa từng nghe nói về cái tên này. Ngươi không giải thích gì sao? Chương 770 Đan Kiếm Vân này coi như là quà tạ tội. Lâm Thu Sam nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm lộ ra từ chiếc mặt nạ quỷ. Không cần thiết. Dưới mặt nạ, Lâm Nhất bình tĩnh, trả lời một cách rất ngắn gọn. Ngươi. Lâm Thu Sam lập tức nghẹn họng, trước nay chưa từng có ai nói chuyện với nàng ta kiểu đó, không thèm nể mặt chút nào. Tát Lâm Yên, giẫm người của Liên Minh Viêm Nguyệt ta, xem ra Trung Huynh không có ý định làm lành, Cố Bắc Huyền chẳng những không giận mà còn cười. Hắn ta nheo mắt lại, nhưng tia sáng lạnh sâu trong mắt lại khiến người ta phải sợ hãi. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Trần Lăng vội vã tiến lên muốn nói gì đó. Lâm Nhất đưa tay cản hắn ta lại, sau đó nhìn Lâm Thu Sam, nếu muốn biết chân tướng, tại sao không hỏi người trong cuộc? Cô hỏi ta bằng giọng điệu chất vấn là muốn biểu đạt điều gì? Còn ngươi? Lâm Nhất rời mắt sang Cố Bắc Huyền. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú dưới lớp mặt nạ, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta rùng mình, ngươi mong ta không muốn làm lành lắm sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng chờ mong, nếu không thì đây sẽ là lần cuối ngươi chờ mong đấy. Lâm Nhất nói rất bình tĩnh nhưng lại tạo ra một áp lực rất lớn. Cố Bắc Huyền và Lâm Thu Sam đứng trước mặt hắn, cả hai đều cảm nhận được áp lực này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc người này là ai mà khi đối mặt với hai người họ lại không hoảng hốt chút nào? Ngược lại còn mang tới cho họ áp lực khủng khiếp như thế. Lâm Thu Sam lạnh mặt nhìn về phía Lâm Yên, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết đầu đuôi câu chuyện, rốt cuộc muội đã làm gì? Đối diện với ánh mắt đáng sợ của tỷ tỷ ruột, Lâm Yên cực kỳ hoảng loạn, cúi đầu nhỏ giọng trả lời, muội chỉ yêu cầu hắn tháo mặt nạ xuống thôi, muội không làm gì cả. Nàng ta đã rút kiếm. Giọng nói của Trần Lăng chậm rãi vang lên. Mặt Lâm Thu Sam lập tức biến sắc, nếu một người rút kiếm ra trước thì coi như đã lớn chuyện, đối phương hoàn toàn có lý do ra tay giết người. Còn việc tháo mặt nạ, người ta đã chọn đeo mặt nạ thì nhất định có lý do riêng, sao có thể tùy tiện tháo xuống. Suy cho cùng vẫn do Lâm Yên tự chuốc họa vào thân. Không phải vậy đâu tỷ, là do hắn quá đáng ghét. Một kẻ không rõ lai lịch, muội yêu cầu hắn tháo mặt nạ xuống mà hắn còn chống đối muội, bảo muội không có tư cách, Lâm Yên thấy vậy thì vội vàng giải thích. Đủ rồi. Lâm Thu Sam sầm mặt, nổi giận quát, sau đó nhìn về phía Lâm Nhất, ổn định lại cảm xúc mới nói, chuyện lần này là do muội của ta làm sai, xin lỗi vì vừa rồi đã bất kính. Không có gì, giọng điệu của Lâm Nhất bình tĩnh, không vui cũng không buồn. Ở bên kia, Cố Bắc Huyền cũng biết được những gì đã xảy ra từ miệng Điền Phi. Mặt hắn ta tối sầm lại, người bảo người anh hùng cứu mỹ nhân, nếu đánh thắng người ta thì không nói, kết quả vừa tung một chiêu đã bị người ta giẫm dưới chân, mặt mũi của Liên Minh Viêm Nguyệt sắp mất hết rồi. Hắn ta đã không lý luận thắng mà còn phải đi xin lỗi Lâm Nhất. Điền sư đệ ra tay lỗ mãng, do tại hạ dạy dỗ không đúng cách, may mà Trung Huynh không bị thương. Nếu không thì tội lỗi quá. Cố Bắc Huyền bước tới chắp tay, áy náy cười bảo. Trần Lăng cố nhịn cười, hạng người như Điền Phi mà đòi làm Trung Vân Tiêu bị thương. Lâm Nhất thản nhiên tiếp lời, người lo xa rồi, hắn không thể làm ta bị thương. Phụt, Trần Lăng không nhịn cười được nữa, vội vàng che miệng lại, suýt nữa cười thành tiếng. Cố Bắc Huyền muốn nói vài câu khách sáo. Nhưng hắn ta không ngờ Trung Vân Tiêu lại thật thà đến vậy, thẳng thừng và mặt không chút nương tay. Cố Bắc Huyền xấu hổ chắp tay, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cười gượng cho qua. Đan kiếm vân này coi như là quà tạ tội. Chương 771. Lâm Thu Sam khá có khí phách, biết muội muội gây ra chuyện, không nói hai lời lập tức lấy một viên đan kiếm vân ra. Cố Bắc Huyền mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đan kiếm vân này do hai người họ vừa hợp lực giết yêu thú, rất vất vả mới có được. Nhưng nếu một viên đan kiếm vân mà có thể giải quyết rắc rối trước mắt thì cũng đáng. Lâm Nhất nhìn đối phương không nói gì, chỉ cầm đan kiếm vân rồi rời đi. Cuộc tranh chấp coi như đến đây là kết thúc.
Bốn thành viên của Liên minh Phá Quân nhìn Lâm Nhất, ánh mắt bất giác thay đổi rất nhiều, sâu trong lòng họ vô cùng chấn động. Lúc trước họ đã biết Lâm Nhất rất mạnh, nhưng không ngờ lại bá khí thế này. Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đều khá nổi tiếng ở ngoại môn, Trần Lăng ở trước mặt ba người này cũng hơi lép vế, ba liên minh hợp lực, Liên minh Phá Quân có hiểm nghi gom cho đủ quân số. Nhưng không ngờ hai người mạnh nhất của đối phương đứng trước Lâm Nhất lại chẳng có được chút lợi thế nào. Hắn tát Lâm Yên, dẫm lên Điền Phi nhưng cuối cùng đối phương lại phải đền cho hắn một viên đan kiếm vân. Còn gì bá khí hơn điều này nữa? Màn đêm buông xuống, đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ, Trần Lăng kéo Lâm Nhất lại, sắc mặt không được tốt lắm, Trung huynh, vừa nãy hai chúng ta nói huynh sẽ tham gia săn tìm cỏ kiếm hoàng lần này mà Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đều không tỏ thái độ, ta sợ có nguy hiểm. Ngủ một giấc thật ngon đi, hai người này chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Lâm Nhất nói vô cùng chắc chắn, không cho phép người khác nghi ngờ. Tại sao? Trần Lăng rất khó hiểu, Lâm Nhất không muốn bỏ mặt nạ, lại đánh Lâm Yên và Điền Phi bị thương. Ban ngày thậm chí hắn còn khiến Cố Bắc Huyền và Lâm Thu Sam mất mặt rất nhiều. Dù hai người này có độ lượng đến đâu thì cũng không đủ để mời Lâm Nhất tiếp tục đi cùng chứ. Lâm Nhất nhìn Trần Lăng rồi nhắm mắt, không nói gì nữa. Nói chuyện với người ngốc thật sự rất mệt. Ở một nơi khác của trại, bốn người phía Lâm Thu Sam, Cố Bắc Huyền, Lâm Yên và Điền Phi đang ngồi vây quanh đống lửa. Cố sư huynh, huynh thấy thế nào? Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt dịu dàng của Lâm Thu Sam, nàng ta hơi nhướng mày nhìn Cố Bắc Huyền. Cố Bắc Huyền suy tư, người này rất mạnh, không cần võ kỹ mà một quyền đã đánh bại Điền Phi. Chỉ có một khả năng đó là công pháp tu luyện đã gần hoặc đã đạt đến cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Phẩm chất chân nguyên vượt xa đệ tử bình thường. Là do ta bất cẩn nên mới bị đánh bại thôi, Điền Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không ai để ý đến hắn ta. Chương 772. Lâm Thu Sam gật đầu, có thể làm được điều này có lẽ là đệ tử nội môn, họ tu luyện công pháp linh cấp, chân nguyên chắc chắn mạnh hơn chúng ta. Trong số những đệ tử ngoại môn mà muội biết, chỉ có một người làm được. Vẻ mặt Cố Bắc Huyền nghiêm nghị, hắn ta trầm giọng nói, người thứ ba bảng nhân, Giang Phong. Một năm trước Giang Phong đã luyện công pháp huyền cấp siêu phẩm lên đại thành, gần đạt tới viên mãn đỉnh phong. Hắn ta đã từng một trưởng đánh bại đệ tử khiêu chiến với mình, gây chấn động ngoại môn. Vẻ mặt Điền Phi và Lâm Yên biến sắc, họ la thất thanh, không. Không thể nào. Đương nhiên không thể là Giang Phong, chắc chắn hắn còn cách 10 người đứng đầu bảng nhân một khoảng nữa, dù sao thì tu vi của hắn cũng chỉ ở huyền võ tầng thứ 4. Nhưng không thể phủ nhận rằng thực lực của người này rất mạnh, chỉ là quá bí ẩn. Trung Vân Tiêu, cái tên này ta thật sự chưa nghe tới bao giờ. Cố Bắc Huyền lắc đầu, sự khó hiểu hiện lên rất rõ trong mắt. Lâm Thu Sam nghiêm mặt nói, muội cũng chưa nghe bao giờ, nhưng ngoại môn có mấy chục nghìn đệ tử, đúng là có một số người không để ý xếp hạng bảng nhân, đều là những người điên cuồng tu luyện, hoặc là lịch luyện ở ngoài, hoặc là về vạn kiếm đồ và vân kiếm các của tông môn khổ luyện. Họ chỉ quan tâm thực lực của mình. Cố sư huynh, huynh nghĩ chúng ta có nên thu nhận người này không? Cổ Bắc Huyền bật cười, từ lúc muội đưa đan kiếm vân cho hắn là ta đã biết đáp án của muội, chuyện muội đã quyết trước nay ta đều không phản đối. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là Tiêu Phong của Liên minh Hỏa và Nguy Tùng Hàn của Liên minh Nghịch Thủy, thứ hạng của hai người này đều cao hơn chúng ta, họ cũng khiến chúng ta chịu biết bao khổ cực trong suốt chặng đường. Sáng sớm hôm sau, Trần Lăng cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm ra, cảm giác có hai người đang đi về phía mình. Không ngờ lại là Cố Bắc Huyền và Lâm Thu Sam, không đợi hắn ta lên tiếng Lâm Thu Sam đã nhìn về Lâm Nhất bên cạnh hắn ta, trầm giọng nói, Trung huynh, nếu huynh không để ý ân oán hôm qua thì lần tranh đoạt cỏ kiếm hoàng này, đến lúc đó xin nhờ vào huynh. Thật sự đồng ý rồi kìa. Cơn buồn ngủ của Trần Lăng lập tức tan biến, hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Vừa ngủ dậy đã thấy hai người này tới mời hợp tác. Ta sẽ làm hết sức mình. Lâm Nhất mở mắt, khuôn mặt dưới mặt nạ quỷ bình tĩnh, không chút dao động. Thái độ của Lâm Nhất khiến Cố Bắc Huyền hơi cau mày, không mấy hài lòng. Chỉ có sẽ làm hết sức mình thôi sao? Thật sự hơi qua loa đấy, cuộc cạnh tranh giành cỏ kiếm hoàng rất khốc liệt, nguy hiểm và tàn nhẫn, ngươi chết ta sống. Lâm Thu Sam cân nhắc, Trung huynh đừng bất cẩn.
7 nơi có cỏ kiếm hoàng, mỗi nơi đều vô cùng kịch liệt. Đến lúc đó hy vọng Trung huynh có thể nghe theo sự chỉ huy của ta. Chương 773. Mặc dù hai người đều cho rằng Lâm Nhất rất mạnh, nhưng tu vi huyền võ tầng 4, dù mạnh thế nào đi nữa cũng không thể nghịch thiên đến mức mạnh hơn cả hai người họ. Nếu không vì cuộc cạnh tranh của chuyến đi này quá khốc liệt thì họ sẽ không để Lâm Nhất một người không rõ lai lịch đi cùng. Nghe theo sự chỉ huy của cô. Dưới lớp mặt nạ quỷ, Lâm Nhất lên tiếng hỏi lại. Trần Lăng ở bên cạnh cười bảo, Trung huynh, trước khi đến ta chưa nói rõ với huynh, ba liên minh của chúng ta liên thủ đúng là đều nghe Lâm Tiểu Thư chỉ huy. Nghe tỷ ta chỉ huy chẳng lẽ còn khiến người chịu thiệt. Tu vi của tỷ ta là công pháp. Huyền cấp đỉnh cao nhất, huyền võ tầng 5 đỉnh phong, đứng thứ 39 bảng nhân. Cố sư huynh còn không có ý kiến gì, tên lai lịch không rõ như ngươi mà lại vẫy đuôi lên tận trời. Lâm Yên đi tới, cất lời chế giễu sắc bén, chỉ là nàng ta còn chưa nói hết đã chợt bắt gặp cặp mắt u ám lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ quỷ. Lòng nàng ta chợt trùng xuống, dùng mình, sợ hãi nuốt những lời còn chưa nói hết lại. Tên đáng ghét này. Một lát sau, Lâm Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, trước giờ chưa có ai đối xử với nàng ta như thế này bao giờ. Đến lúc đó rồi xem. Lâm Nhất cũng không vội vã đồng ý, hắn không cho rằng đối phương có thực lực sai xử mình. Hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ chủ tớ. Trung huynh thật cố chấp, hy vọng đến lúc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng, huynh vẫn có thể kiên quyết như vậy. Lâm Thu Sam nhìn Lâm Nhất bằng cái mắt sâu xa, không nói thêm gì nữa, phất tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy chuẩn bị lên đường. Lâm Yên thì lại phẫn nộ nhìn Lâm Nhất, kìm nén cơn giận quay lưng rời đi. Đồ không biết điều. Điền Phi nhỏ giọng mắng một câu, sau đó vội vàng sợ sệt chạy lại gần Lâm Yên, không biết đang nói gì. Trung huynh, thật ngại quá. Trần Lăng áy náy nói, cả Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đều không biết thực lực chân chính của Trung Vân Tiêu nên mới cảm thấy hắn quá kiêu ngạo. Nhưng trong lòng Trần Lăng biết rõ Trung Vân Tiêu hoàn toàn có tư cách từ chối Lâm Thu Sam. Có thể lấy được cỏ kiếm hoàng là được. Lâm Nhất bình tĩnh trả lời. Một là vì hắn không biết cỏ kiếm hoàng mọc ở đâu, hai là hiện tại hắn hơi lo lắng sẽ bị bại lộ thân phận, nếu không thì hắn có thể tự đi một mình. Trong 3 ngày qua, cuộc chiến đồng minh gay cấn dần dần trở lại bình tĩnh. Những người thực sự mạnh đã lấy được tư cách vào vòng 2 ngay ngày đầu tiên, còn những đệ tử muốn đục nước béo cò căn bản đã bị loại hết. Trong cuộc chiến đồng minh không có quy tắc nào cả, vừa phân thắng bại, vừa quyết định sinh tử. Nếu không đủ thực lực mà muốn chen vào, việc này gần như là không có khả năng. Những đệ tử còn lại cũng không hề yếu, họ đã quen với môi trường trong núi Mai Kiếm và trở nên thận trọng hơn, số người bị loại dần ít đi. Trong núi rừng dường như không có động tĩnh gì. Nhưng trên bục quan vân lại rất náo nhiệt, bầu không khí khá sôi động. Đối với đệ tử tông môn, 3 ngày không phải khoảng thời gian dài, nên biết rằng ngày thường bế quan phải mất hơn 30 ngày. Thậm chí còn lâu hơn nữa. Chương 774. Ở trên bục quan vân, các đồng môn có thể luận bàn với nhau, còn các trưởng lão cũng có thể chơi cờ, trò chuyện, uống trà, bàn luận về đạo lý. Nếu không có gì để làm, nơi này linh khí dồi dào, không thua kém gì bảo địa phong thủy, tu luyện ở đây cũng rất có hiệu quả. Nhưng hiển nhiên trong bầu không khí nhộn nhịp này, hầu như chẳng có ai tu luyện. Mọi người đều đang trò chuyện, thảo luận về những thứ liên quan đến cuộc chiến đồng minh, trông khá là náo nhiệt. Trên bục cao, một nhóm trưởng lão ngồi lại thành vòng tròn, dẫn đầu là Lạc Phong và Bạch Đình, họ ngồi dưới đất, uống trà nói chuyện phiếm. Một người trưởng lão trong số đó nhấp một ngụm linh trà, nhẹ giọng cười bảo, đã qua 3 ngày, có lẽ các đệ tử trong cuộc chiến đồng minh đều đã biết trong núi Mai Kiếm có cỏ kiếm hoàng. Không biết các vị có suy nghĩ gì không? Ví dụ như cảm thấy ai sẽ giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Bạch Đình thản nhiên đáp, chuyện này cần phải nói nữa à, tất nhiên là Sở Hạo Vũ, hạng nhất bảng nhân, ai có thể ngăn cản được hắn. Giang Phong và Diệp Tu cũng có cơ hội rất lớn, cả hai người này đều che giấu thực lực của mình. Nhưng không thể nói chính xác được, nơi cỏ kiếm hoàng mọc rất nguy hiểm và có nhiều bất trắc. Nếu 3 người này phát hiện cỏ kiếm hoàng ở cùng một nơi thì sẽ xảy ra ẩu. Ha ha, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Ta tán thành với suy nghĩ của Bạch trưởng lão,
cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên chắc chắn sẽ thuộc về Sở Hạo Vũ. Lạc Phong đặt tách trà xuống, cười tủm tỉm, ta không nghĩ vậy, nói không chừng Lâm Nhất sẽ giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Lâm Nhất, vừa nhắc tới hai chữ này, mặt Bạch Đình lập tức tối sầm lại, các trưởng lão khác nhanh chóng im lặng. Tất cả mọi người đều biết Bạch Đình và Lâm Nhất có thù rất lớn, lúc trước hắn đã giết Phương Ninh trong cửu tinh tranh bá ngay trước mặt Bạch Đình, còn đổ tội lên đầu ông ta, đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức này. Tên vô dụng này có thể sống sót trong vòng đầu tiên đã coi như có bản lĩnh. Hắn đắc tội cả 10 người đứng đầu bảng nhân, làm sao có cơ hội sống sót. Ngay cả tính mạng còn không giữ nổi mà dám xuất hiện tranh giành cỏ kiếm hoàng hà. Chắc hắn đang trốn ở đâu đó như một con chó đấy. Bạch Đình không có chút thiện cảm nào về Lâm Nhất, chỉ có căm hận và sát khí. Mỗi khi nhắc tới hắn, dù đang ở trước mặt các trưởng lão, ông ta cũng không hề khách sáo hay giấu giếm điều gì. Lạc Phong cười khẽ, hay là chúng ta đánh cược với nhau đi. Nếu Lâm Nhất lấy được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên, ông sẽ đưa cho ta 1.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Còn nếu Sở Hạo Vũ lấy được, ta sẽ đưa ông 1.000 viên. Cược thì cược, nhưng phải thêm 1.000 viên nữa. Bạch Đình cười gắn, ông ta chắc chắn Lâm Nhất sẽ không dám xuất hiện và đi tranh giành cỏ kiếm hoàng. Theo ông luôn. Lạc Phong cười nhạt, ông ta cũng rất tự tin về Lâm Nhất. Nếu tiểu tử này biết tác dụng kỳ diệu của cỏ kiếm hoàng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ đi tranh giành, ngay cả nhiệm vụ cấp A5 sao nhà hắn còn dám giành thì nói gì là một cây cỏ kiếm hoàng. Một lát sau, vụ cá cược của Bạch Đình trưởng lão và Lạc Phong trưởng lão bị người khác cố ý truyền ra ngoài, bầu không khí trên bục quan vân lập tức trở nên náo nhiệt. Ở vòng 1, ngoài việc tranh giành tư cách đi vào vòng 2 thì tiêu điểm nằm ở 7 cây cỏ kiếm hoàng này, các phe nhất định sẽ thay nhau cướp đoạt nó. Chương 775. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi nào có cỏ kiếm hoàng mọc lên, nơi đó chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, những cuộc giết chóc sẽ không ngừng diễn ra. Không một nhân tài kiệt xuất nào có thể cưỡng lại được trước hiệu quả hoàn hảo của cỏ kiếm hoàng kết hợp với đan kiếm vân. Sau vụ cá cược này, các đệ tử ngoại môn trên bục quan vân cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, thậm chí còn có người lập bàn cược. Cược đây, cuộc đây, để xem cuối cùng ai sẽ giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên nào. Khỏi phải nói, chắc chắn là Sở Hạo Vũ, ta chọn hắn. Tỷ lệ cược Sở Hạo Vũ thấp quá, thắng cũng không có gì thú vị, chỉ bằng cược Giang Phong và Diệp Tu một ván. Sao ngươi không nói tỷ lệ cược của những nhân tài bảng nhân khác cao hơn? Kha kha, cao hơn thì có ích gì, tỷ lệ cược Lâm Nhất gần bằng 1:10 rồi kìa, ngươi dám chọn không? Ai mà dám chọn hắn chứ? Cục diện 3 ngày trước đã rõ rành rành, 10 người đứng đầu bảng nhân đều gai mắt hắn. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta đoán họ sẽ bỏ cỏ kiếm hoàng qua một xó để đi lấy mạng hắn. Trong bầu không khí sôi nổi, vẻ mặt của đám người Lạc Già Sơn không được vui cho lắm. Mặc Thành mắng, đám người này thật quá đáng. Để ta đi nói họ, Lâm sư đệ chưa chết mà ai cũng nói như nguyền rủa vậy. Hân Nghiên cười quyến rũ, miệng thiên hạ mà, cứ kệ họ đi. Ai lập bàn cược này vậy, người đi cược 50.000 viên linh ngọc cho ta, để hắn thua sặc máu luôn. Vẻ mặt Mặc Thành lập tức trở nên khó coi, hắn ta hỏi với giọng thiếu tự tin, sư tỷ, có cần phải vậy không? Ta tin vào tiểu sư đệ. Ý cười trên khuôn mặt rạng rỡ của Hân Nghiên không hề suy giảm. Cô ta nhẹ giọng đáp. Mặc Thành bó tay, đành phải chen vào đám đông, cược Lâm Nhất 50.000 viên linh ngọc. Soạt, đây là một quả bom nặng ký khiến mọi người khiếp sợ, tin tức Hân Nghiên cược Lâm Nhất 50.000 viên linh ngọc lập tức lan truyền với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã có người truyền tới tai Vương Diễm, hắn ta nhìn lướt qua Hân Nghiên, cười mỉa mai, mơ mộng hão huyền, cược Sở Hạo Vũ 100.000 viên linh ngọc, để cho nàng ta thua sạch túi. Có lẽ nữ nhân này vẫn chưa biết hắn ta đã treo giải thưởng hậu hĩnh, trong cuộc chiến đồng minh, nếu ai tìm được tung tích của Lâm Nhất sẽ nhận được 100 viên linh ngọc nhị phẩm. Với lá gan của hắn, chắc chắn hắn không dám xuất hiện trước mặt mọi người. Liên minh Cô Tịnh, tất cả thành viên đều nhìn Phùng Xuyên, chúng ta cược Diệp Tu phải không sư huynh? Chương 776. Phùng Xuyên cười đáp, cược Sở Hạo Vũ. Vòng đầu chắc hẳn Diệp Tu sẽ không để lộ quá nhiều át chủ bài. Hân Nghiên muốn cho chúng ta tiền, đương nhiên chúng ta không thể để vuột mất được.
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở các đại đồng minh khác. Trên bục quan vân, ai ai cũng bàn về cỏ kiếm hoàng, chủ đề này trở nên nóng bỏng cả tay. Trong núi Mai Kiếm, tất cả những người trong rừng ngày càng đến gần nơi cỏ kiếm hoàng mọc lên hơn, bầu không khí tĩnh lặng cũng dần dần bị phá vỡ. Lúc đầu đám người Lâm Thu Sam không ngừng thẳng tiến, nhưng khi gặp phải yêu thú và đối thủ mạnh hơn, số lần Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền ra tay liên tục tăng lên. Khi sắp đến gần nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng, bất thình lình có ba bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người, họ nhìn lướt qua mấy người, sau đó lại nhanh chóng bỏ đi, đến vội mà đi cũng vàng. Lại là người của Liên Minh Quân Tử, đám người này đúng là âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp, không tìm được Lâm Nhất là không chịu bỏ cuộc. Nhưng hình như không có kết quả gì. Giải thưởng hậu hĩnh thế mà không có tin tức gì, chắc chắn Lâm Nhất đang trốn ở một nơi bí ẩn nào đó. Nếu vòng đầu chưa kết thúc, hắn nhất định sẽ không xuất hiện. Mấy người Liên Minh Phá Quân, Liên Minh Quỷ Hỏa và Liên Minh Viêm Nguyệt không còn bất ngờ với tình huống này nữa. Trong núi Mai Kiếm, bây giờ tất cả mọi người đều biết Liên Minh Quân Tử treo giải truy nã Lâm Nhất với phần thưởng hậu hĩnh. Điền Phi lặng lẽ nhìn lướt qua chiếc mặt nạ quỷ của Lâm Nhất, tia sáng lạnh thoáng qua trong mắt, hắn ta nhỏ giọng nói với Lâm Yên, Lâm Yên, cô nói xem có khi nào tiểu tử này là Lâm Nhất không? Hắn ư, Lâm Yên khinh thường nhìn Lâm Nhất, cười nhạo, ngươi có bị điên không, tiểu tử này từ đâu tới không biết, sao có thể so sánh với Lâm Nhất. Lâm Nhất vừa vào kiếm các đã đánh bại người mới cùng đợt, ngang nhiên giết Phương Ninh trong cửu tinh tranh bá, chưa đầy nửa năm đã làm cho chuông cổ nghìn năm Phượng Linh Vân Tiêu vang lên. Đó là một yêu nghiệt tuyệt thế, hắn còn không bằng một ngón tay của Lâm Nhất, mắt người bị lác à. Trong lời nói tràn đầy sự sùng bái đối với Lâm Nhất. Nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không bất ngờ lắm, danh tiếng của Lâm Nhất vang dội khắp ngoại môn, hắn vùng lên nhanh như gió, khiến người ta phải tặc lưỡi hít hà. Đầu tiên là giết Phương Ninh, danh tiếng lên cao như diều gặp gió, sau đó lại thi triển bá kiếm chém chết Diệp Lưu Vân. Hai tháng trước, sự kiện Phượng Linh Vân Tiêu còn vả mặt cả 10 người đứng đầu bảng nhân. Một nhân tài kiệt xuất như thế, có rất nhiều người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại khâm phục. Giọng nàng ta rất chói tai, không kiêng kỵ như Điền Phi, hầu như người của cả ba liên minh đều nghe thấy. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Điền Phi, họ đều nghĩ hắn ta bị điên, sao Trung Vân Tiêu có thể là Lâm Nhất. Trung Vân Tiêu trước mặt họ thậm chí còn không có được 1/10 phong thái của Lâm Nhất, làm sao có thể so sánh. Điều này khiến Điền Phi vô cùng xấu hổ, không dám nói câu nào. Đằng trước là nơi cỏ kiếm hoàng sinh trương. May mà đúng lúc này, Lâm Thu Sam ở phía trước lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Ở đằng trước sao? Lâm Nhất vừa tiến lên 2 bước đã tới bên cạnh Lâm Thu Sam. Tốc độ nhanh quá. Cố Bắc Huyền đứng cạnh đó thầm kinh hãi, chỉ trong nháy mắt hắn đã từ đằng sau đội ngũ đi tới phía trước mà không hề phát ra tiếng động gì. Chương 777. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, ở cuối tầm mắt, xuyên qua làn sương mù màu xám có một vầng sáng vô cùng rực rỡ. Đó là, dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nhíu mày, nơi này toàn cây cổ thụ chọc trời, sao có thể có ánh sáng chói mắt như thế được? Lâm Thu Sam nghiêm túc đáp, đó là một cái hồ có tên là Hồ Kiếm, cỏ kiếm hoàng mọc ở chính giữa hồ. Làn sương mù kia có gì đó kỳ quái. Lâm Nhất chỉ tay về phía đám sương mù màu xám. Lâm Thu Sam kinh ngạc nhìn Lâm Nhất. Chẳng phải hắn chưa từng đến đây sao? Sao hắn lại biết được? Cỏ kiếm hoàng mọc ra sẽ thôn phệ toàn bộ năng lượng trong phạm vi 100 dặm. Ngoại trừ linh khí, ngay cả những khí tức có độc trong trời đất cũng bị lôi kéo qua đó. Dần ra chúng góp gió thành bão, tích tụ thành đám xương độc màu xám như ở trước mặt. Cố Bắc Huyền giải thích, xương độc cực kỳ đáng sợ, ngay cả cao thủ cảnh giới tử phủ cũng sẽ bị thối rữa rồi chết nếu ở trong đó quá lâu. Đáng sợ vậy sao? Ngay cả cao thủ cảnh giới tử phủ cũng không thể sinh tồn trong đám xương độc, tất cả đệ tử của ba liên minh đều hít vào một hơi. Lâm Thu Sam cười bảo, không cần lo lắng, 6 canh giờ trước khi cỏ kiếm hoàng mọc ra, đám xương độc này sẽ bị nó thôn phệ sạch. Trần Lăng nhìn về phía làn xương độc, nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy thì khi nào cỏ kiếm hoàng sẽ mọc lên? Mỗi tháng cỏ kiếm hoàng sẽ mọc một lần, theo quy luật thì trước khi mặt trời lặn. Cỏ kiếm hoàng sẽ mọc lên.
Trước khi mặt trời lặn ư? Lâm Nhất nhìn ánh sáng mờ nhạt ở phía trên đầu, trời vẫn còn sáng, xem ra cần phải chờ đợi. Hắn cũng không gấp gáp, nhẹ nhàng nhảy lên cây cổ thụ, khoanh chân ngồi xuống, lấy một viên đan kiếm vân ra. Ở trong núi Mai Kiếm, cộng thêm viên đan kiếm vân mà Lâm Thu Sam cho thì hắn có tổng cộng 5 viên đan kiếm vân. Không nhất định phải dùng kết hợp với cỏ kiếm hoàng, có thể luyện hóa trước một viên, thử xem hiệu quả của đan kiếm vân này. Hai tay hắn một trên một dưới hợp lại, phủ lấy đan kiếm vân, Lâm Nhất nhắm mắt, Tử Diên kiếm quyết lặng lẽ vận chuyển. Chân nguyên toàn thân sao động, đan kiếm vân nhị phẩm chứa kiếm ý đáng sợ nhanh chóng tràn vào cơ thể Lâm Nhất. Ầm ầm, linh khí trong đan kiếm vân vừa vào trong cơ thể, Tử Diên hoa trong đan điền của Lâm Nhất bỗng rung động, có vẻ vô cùng phấn khởi. Nó tham lam hút hết linh khí yêu dị này vào, không trừ lại một giọt, sau đó tiếp tục đòi hỏi điên cuồng. Sau khi hút linh khí của đan kiếm vân vào, rào cản của tầng thứ 7 Tử Diên kiếm quyết cũng bắt đầu lung lay. Lâm Nhất hơi đổi sắc mặt, yêu đan này lợi hại thật, hắn chưa bao giờ thấy Tử Diên kiếm quyết hấp tấp như vậy. Công pháp truyền thừa từ Thịnh Thế Hoàng Kim có khẩu vị quá cao, ngay cả linh ngọc nhị phẩm cũng khó thỏa mãn khẩu vị của nó. Hôm nay, chỉ một chút hít đan kiếm vân đã khiến nó hấp tấp như vậy, đúng là bất ngờ. Xem ra kiếm ý chứa trong yêu đan này không thoát khỏi liên quan. Riêng đan kiếm vân đã có công hiệu thần kỳ như vậy, nếu kết hợp với cỏ kiếm hoàng, nói không chừng có thể phá vỡ luôn chướng ngại của tầng thứ 7 kiếm quyết này. Chân nguyên dồi dào hòa cùng kiếm ý mạnh mẽ sao động trong cơ thể Lâm Nhất. Nhưng dưới sự khát cầu tham lam của Tử Diên kiếm quyết, linh khí không hề tiết ra ngoài một chút nào. Ở bên ngoài nhìn vào vô cùng tĩnh lặng. Chương 778. Thằng nhóc này lớn gan thật, tu luyện ngay tại chỗ được. Đám Lâm Thu Sam đang trò chuyện bỗng hoàn hồn lại, nhìn Lâm Nhất luyện hóa đan kiếm vân, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Lâm Yên liếc Trần Lăng, nói một cách quái gở, đám chó mèo của Liên Minh Phá Quân các ngươi xem mình là đại gia à, không biết ở đây có nhiều yêu thú lắm sao? Mất cả nửa ngày vẫn là chúng ta phải bảo vệ hắn, trên đường cũng không thấy hắn góp chút sức gì. Trần Lăng có vẻ không vui, trên đường đi Lâm Yên cứ luôn gây hấn. Sắp đến nơi có kiếm hoàng sinh trưởng rồi mà vẫn lắm miệng như vậy, Lâm Nhất tát nàng ta một cái đúng là vẫn chưa đủ. Lâm Thu Sam trừng mắt nhìn Lâm Yên, dặn dò, ở tại chỗ cảnh giác, đợi khói độc tan đi rồi hãy tiếp tục tiến lên. Đã đến thời khắc quan trọng, mọi người tuyệt đối không được lơ là. Lâm Yên vẫn rất sợ tỉ tỉ của nàng ta, sau khi bị trừng mắt thì không dám nói nhiều nữa. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã đến giữa trưa. Không khí trong rừng trở nên khô hanh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thú gào thét trầm thấp mà đáng sợ truyền tới. Cách thời điểm cỏ kiếm hoàng sinh ra càng lúc càng gần, không những yêu thú mà các đồng minh cũng đang từng bước tiếp cận. Không ai có thể chống lại được sự cám dỗ của cỏ kiếm hoàng, mỗi một bụi cỏ kiếm hoàng đều sẽ có rất nhiều đồng minh đến cạnh tranh. Xoạt xoạt, những tiếng bước chân vang lên, đám người Lâm Thu Sam lập tức trở nên cảnh giác, quay đầu nhìn lại. Ở nơi đó có một nhóm người đang bước nhanh về phía bọn họ. Người đi đầu trông có vẻ tuấn tú. Khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là ánh mắt có vẻ ngạo mạn, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Phong của Hỏa Minh. Gương mặt của Cố Bắc Huyền xa sầm, tên này đứng thứ 29 bảng nhân, rất khó đối phó. Trước kia, lúc ba liên minh còn chưa sáng lập, hắn ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho bọn họ. 30 người đứng đầu bảng nhân là một vực sâu, khoảng cách giữa người thứ 30 và 31 cách nhau rất xa. Tiêu Phong có thể xếp hạng thứ 29, đương nhiên thực lực không cần phải nói nhiều. Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền cộng lại đều khó mà đối phó được hắn ta, nếu không thì đã chẳng kéo Trần Lăng nhập bọn. Ngày thường ở Tông Môn, bọn họ đã có quan hệ không tốt với hắn ta, đến núi Mai Kiếm này hắn ta lại càng bộc lộ bản tính. Xung quanh khu rừng này còn rất nhiều đồng minh dừng chân ở đây, đều đang chờ đợi khói độc tan đi. Lúc này cảm ứng được lại có người tiếp cận. Bọn họ đều âm thầm quan sát, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Từ cuộc chiến đồng minh tới nay, mọi người đều đã thích ứng với quy tắc ở nơi này. Chỉ cần có người lộ ra sơ hở thì bọn họ sẽ lập tức chạy ào tới như sói như hổ, cướp ngọc bội, yêu đan, những gì có thể cướp đều cướp sạch, không còn đạo nghĩa đồng môn gì cả.
nhân từ với người ngoài ở nơi này thì chính là tàn nhẫn với bản thân. Chương 779. Ha ha, khéo thật đấy Lâm sư muội, ban đầu trong cuộc chiến đồng minh, hai chúng ta được dịch chuyển ngẫu nhiên đến cùng một chỗ. Bây giờ trên đường đến Hồ Kiếm, hai ta cũng đi cùng đường. Tiêu Phong mặc áo xanh lam, nở nụ cười, quan sát vóc người mảnh khảnh của Lâm Thu Sam, sâu trong đáy mắt lóe lên ánh lửa nóng rực. Lâm Thu Sam là người đẹp nổi tiếng của tông môn, chỉ thua kém Hân Nghiên một chút ít. Nếu không phải ra thế nàng ta không tầm thường thì không biết có bao nhiêu người có ý đồ với nàng ta. Vô liêm sỉ, đồ khốn nhà người chắc là lớn đi theo bọn ta suốt dọc đường chứ gì. Giấu đầu hở đuôi, lén la lén lút, dựa vào ngươi mà cũng dám có ý đồ với tỷ tỷ ta, không soi gương xem bộ dạng ngu ngốc của mình đi. Xưa nay Lâm Yên nói chuyện đều không hề kiêng dè, miệng lưỡi sắc bén, không hề nể mặt Tiêu Phong. Sắc mặt Tiêu Phong xa sầm, trong mắt thoáng qua sát ý. Người phụ nữ này còn tưởng mình đang ở trong kiếm các. Trong núi Mai Kiếm, vừa phân thắng thua, cũng quyết sinh tử. Mạnh được yếu thua, không có bất cứ quy tắc nào, chỉ có cường giả mới đứng vững chân. Một luồng sát khí lạnh lẽo lan tràn, Tiêu Phong ra tay nhanh như chớp, đánh một chưởng về phía Lâm Yên. Sắc mặt Lâm Yên thay đổi, tự biết mình không thắng nổi, nhanh chóng lùi ra sau. Sau một chưởng đánh hụt, hắn ta lại muốn ra tay, nhưng Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đã giết tới. Tới hay lắm. Trên mặt Tiêu Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, lấy một địch hai mà không hề sợ hãi. Sức mạnh bùng nổ, kiếm ý sao động, nhưng chỉ qua 10 chiêu ngắn ngủi, Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đã rơi xuống hạ phong, không địch lại hắn ta. Trần Lăng thấy vậy thì không đứng ngoài quan sát nữa, lập tức bay tới gia nhập cuộc chiến. Đột nhiên xuất hiện thêm Trần Lăng hạng 48 bảng nhân, cục diện lập tức cân bằng, nhưng Tiêu Phong vẫn có thể dễ dàng đối phó. Bùm! Hắn ta tung một chưởng bước cho Trần Lăng lùi về sau, sau đó mỉm cười, thong thả lùi lại. Ba người phía Lâm Thu Sam thở phào, mặc dù không rút kiếm, chưa chính thức đánh nhau, nhưng cuộc đối đầu ngắn ngủi này đủ để khiến họ cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Hạng 29 bảng nhân, quả thật danh bất hư truyền. Nếu như đánh đơn, có lẽ ba người họ không thể đỡ nổi 100 chiêu trong tay hắn ta. Ta nói làm sao các ngươi lại to gan hơn, thì ra là có thêm một tên vô dụng hạng 48 bảng nhân. Tiêu Phong liếc nhìn Trần Lăng, cười khinh thường. Lâm Thu Sam trầm giọng, nếu ngươi thật sự có khả năng tiêu diệt ba liên minh chúng ta thì chắc chắn sẽ không thu tay. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cứ nói thẳng ra đi. Tuy Tiêu Phong rất mạnh, nhưng ba người họ hợp sức lại cũng không sợ hắn ta. Người này vừa mới mắng ta một câu, giờ cô chọn đi, cô tát nàng ta một bạt tai, hoặc để ta tát nàng ta một bạt tai. Nếu không thì cút ngay cho khuất mắt, ta muốn lấy chỗ dừng chân của các ngươi. Tiêu Phong nhìn Lâm Yên, lạnh giọng uy hiếp. Chương 780. Con cháu dòng chính của Lâm gia mà ngươi dám tát à? Không biết sống chết. Lâm Yên sầm mặt lại, nổi giận quát. Ha ha, cái mồm này làm người ta khó chịu thật đấy. Đáng tiếc nơi này là núi Mai Kiếm, không có nhiều phép tắc rắc rối như vậy. Ngụy huynh đừng trốn nữa, ra đây đi. Một tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Tiêu Phong, hắn ta lạnh lùng bảo. Ngụy huynh, Ngụy Tùng Hàn của Liên minh Nghịch Thủy, hạng 28 bảng nhân. Một vài bóng dáng nhảy ra từ trong rừng, người dẫn đầu mặc bộ đồ đen, nét mặt lạnh lùng, đó chính là Ngụy Tùng Hàn của Liên minh Nghịch Thủy. Một tên Tiêu Phong đã khiến người ta đau đầu, bây giờ còn tới thêm Ngụy Tùng Hàn. Chết tiệt, sao hai người này lại đi cùng nhau? Trong lòng Cố Bắc Huyền chấn động mạnh, bất kể là Tiêu Phong hay Ngụy Tùng Hàn, cả hai đều có năng lực một mình tranh giành cỏ kiếm hoàng. Không ngờ lúc này họ lại liên minh với nhau. Lâm Thu Sam quyết định rất nhanh, chúng ta không cần chỗ dừng chân này nữa. Bây giờ muốn đi ư, muộn rồi. Tiêu Phong chỉ vào Lâm Yên, lạnh giọng bảo, để muội muội của cô lại, nếu không thì tất cả đừng hòng đi. Lâm Yên lập tức hoảng sợ, tự biết mình đã phạm sai lầm, làm lớn chuyện. Ở phía xa, rất nhiều liên minh đang bí mật quan sát tình hình ở đây, trong mắt họ đều thoáng qua tia sáng lạnh khiến người ta sợ hãi. Đám người Lâm Thu Sam xong đời rồi, đi thôi. Cuộc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng vẫn chưa bắt đầu mà đã chọc giận Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn,
đúng là một lũ ngu xuẩn, đi qua theo nào. Hi hi, sói tranh hổ đấu, nhất định sẽ có trò hay để xem. Trong rừng lập tức xuất hiện rất nhiều khí tức mạnh mẽ, không cần nói cũng biết họ đến thừa dịp cháy nhà để ăn cướp. Trên người đám Lâm Thu Sam và Cố Bách Huyền có không ít thứ tốt. Những khí tức mạnh mẽ lần lượt xuất hiện, đám người Lâm Thu Sam không khỏi căng thẳng. Cố Bách Huyền nhìn xung quanh, sâu trong rừng đang có rất nhiều liên minh nhanh chóng chạy tới. Cửa ải trước mắt thực sự không dễ qua. Lâm Thu Sam nhíu mày, cắn răng nói, Tiêu Phong, người đừng khinh người quá đáng. Ta đã cho ngươi chỗ dừng chân này, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Bớt nói nhảm lại đi, giao muội muội của cô ra đây, để cho ta tát nàng ta một bạt tai, hoặc là tất cả đừng hòng đi, cũng đừng hòng đi tranh đoạt cỏ kiếm hoàng. Tiêu Phong không thèm quan tâm, lúc này có Nguy Tùng Hàn trợ uy, cục diện hoàn toàn nằm trong tầm tay của hắn ta. Có được đi tranh đoạt cỏ kiếm hoàng hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Chương 781. Nhưng vào lúc này, có một giọng nói trong trẻo và vang dội từ phía sau vọng lại. Ai đó? Tiêu Phong nhướng mày nhìn lại, ở đằng sau đám người Lâm Thu Sam, một người đeo mặt nạ quỷ đang ngồi khoanh chân, dựa vào cây cổ thụ chọc trời. Vèo. Tiêu Phong chưa nhìn người nọ được nửa giây, người nọ đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta. Chuyện gì vậy? Khi hắn ta đang kinh ngạc, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, một bóng dáng cuốn theo gió lớn hạ xuống. Tốc độ nhanh quá. Tiêu Phong chưa kịp phản ứng, chủ nhân của bóng dáng đã đưa tay đấm về phía hắn ta. Cú đấm ẩn chứa sức mạnh 50.000 cân kèm theo khí tức cuồng bạo vô tận đánh úp tới. Thanh âm vang lên, trong rừng lá rơi như tuyết. Tiêu Phong kinh hãi, không ngờ người tới lại to gan như thế, hơn nữa còn không ngờ uy thế của cú đấm này lại lớn mạnh đến vậy. Hắn ta lập tức khịt mũi, chân nguyên toàn thân sôi trào, tung quyền đỡ lấy. Bùm! Song quyền chạm nhau phát ra tiếng động như tiếng nổ trong núi rừng, khi mang sao động, lá rơi như tuyết lập tức vỡ thành bụi phấn. Đau quá! Gò má Tiêu Phong co giật, tay phải tung quyền vô cùng đau đớn. Hắn ta cắn răng, cố gắng không lùi bước, giơ tay tung một quyền. Cú đấm này chứa đựng chân nguyên cuồng bạo, tỏa ra ánh hào quang lóa mắt. Quyền mang như ngọn lửa cháy hừng hực, sáng mãi không tắt, đây chính là Hỏa Vân Quyền, quyền pháp cấp huyền siêu phẩm rất nổi tiếng trong kiếm các. Thoạt nhìn như chỉ có một quyền, trên thực tế lại mênh mông như biển, rộng lớn vô bờ. Tiêu Phong có thể đứng vững ở hạng 29 bảng nhân, ngoài tu vi cao và kiếm pháp sâu hiểm khó dò, hắn ta còn dựa vào Hỏa Vân Quyền đại thành này. Trung Vân Tiêu, cẩn thận! Đám người Lâm Thu Sam đã đánh nhau với Tiêu Phong nhiều lần nên biết rõ, họ lập tức hoảng sợ, lên tiếng nhắc nhở. Rất khó có thể tu luyện một loại quyền pháp lên đến đại thành, huống hồ đó còn là quyền pháp Hỏa Vân Quyền siêu phẩm. Mấy người họ đều đã nếm mùi cay đắng vì Hỏa Vân Quyền, khi thấy Tiêu Phong lại dùng đến đòn sát thủ, họ không nhịn được lo lắng cho Lâm Nhất. Răng rắc. Chương 782 Thất Huyền Bộ, Nhất Bộ Thất Quyền. Quyền mang như cây cột lửa tập kích đến, muốn đấm cho Lâm Nhất nát thành mảnh vụn, tất cả mọi người đều hét lên thất thanh. Nhưng chớp mắt mới phát hiện, thứ mà Tiêu Phong đánh nát chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Ngây thơ, không thể tránh được Hỏa Vân đan đâu. Tiêu Phong chẳng để tâm, bật cười, hai tay đánh như điên về phía Lâm Nhất. Rầm ầm ầm. Bỗng nhiên, thanh thế của Hỏa Vân quyền tăng lên điên cuồng. Nhiệt độ bốn phía xung quanh lập tức tăng vọt. Đây chính là chỗ đáng sợ của Hỏa Vân Quyền, một khi đánh ra quyền đầu tiên, thanh uy của đối phương sẽ giống như một ngọn lửa, càng đốt càng mạnh. Đợi khi đến được đỉnh phong, một quyền đấm ra sẽ như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hỏa thiêu liên vân. Cho dù là nhân tài cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 cũng khó mà có thể chống lại được, và càng không dám trực tiếp tiếp chiêu. Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, vẻ mặt Lâm Nhất chưa từng thay đổi, nhưng nếu không sử dụng đến Long Hổ Quyền thì quả thực cũng có chút rắc rối. Có điều một khi sử dụng Long Hổ Quyền thì chắc chắn thân phận sẽ bị bại lộ. Thôi vậy, coi như là tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết. Cùng lắm cũng chỉ là có chút rắc rối mà thôi. Lâm Nhất không hoảng không vội, kết hợp Thất Huyền Bộ với Long Tượng Chiến Thể Quyết dễ dàng đọ sức với đối phương. Chỉ cần đối phương lộ ra chút sơ hở thì thế tấn công lôi đình sẽ được triển khai ngay lập tức.
Tiêu sư huynh, đánh chết hắn. Thằng nhóc giả bộ thần bí, chỉ là cảnh giới huyền võ nhỏ nhoi còn dám làm tàng trước mặt tiêu sư huynh, đúng là mạo hiểm làm liều. Xem ngươi có thể nhảy nhót được bao lâu. Thấy thanh uy của Tiêu Phong càng lúc càng điên cuồng, đám đệ tử Hỏa Minh mặt mày hớn hở, hưng phấn họ hét ầm ĩ. Nhìn tình thế hiện tại dường như có chút không hay, đám người Lâm Thu Sam nhíu chặt lông mày. Có lòng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mắt vừa liếc qua liền thấy Ngụy Tùng Hàn của Liên Minh Nghịch Thủy đang nhìn về phía bọn họ, khóe miệng mang theo nụ cười chẳng tốt đẹp gì. Dường như, hắn ta đang cố ý đợi mấy người bọn họ ra tay. Cái tên này, không có bản lĩnh còn khoe khoang làm gì. Lâm Yên nhìn về phía Lâm Nhất đang bị ngọn lửa hừng hực bao vây, thần sắc hơi phức tạp, nghiến răng nói. Đến đây thôi. Trong tiếng hét điên cuồng, năm ngón tay Tiêu Phong siết chặt, ngay lập tức một ngọn lửa hừng hực bùng lên, hỏa thiêu liên vân, tiến hóa thành một màn khiến người ta kinh hãi. Trong rừng núi vang lên tiếng tí tách, quyền còn chưa xuất ra mà đã khiến người ta run lên cầm cập. Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, đáy mắt Lâm Nhất thoáng lóe lên, chính là lúc này. Thất huyền bộ, nhất bộ thất quyền. Chương 783 tiểu tử thật là ngông cuồng. Kim ô ấn trên lưng tỏa sáng rực rỡ, chân của Lâm Nhất bỗng nhiên bước ra một bước, ngay lập tức ngưng tụ thành 7 tàn ảnh, mỗi một tàn ảnh lại xuất ra một quyền. Mỗi một quyền đều chứa sức mạnh nhất đỉnh, 7 tiếng thánh âm liên tiếp vang lên, như thể những chiếc đỉnh cổ đang va chạm vào nhau, tạo nên một bản chiến ca hào hùng. Năm ngón tay Tiêu Phong siết chặt, còn chưa kịp tung ra một quyền hỏa thiêu liên vân thì 7 luồng quyền mang kèm theo chiến ca thánh âm đã đột ngột ập đến. Ầm. Tiêu Phong luôn luôn kiêu ngạo đã bị đánh bay ngay tại trận, hỏa vân quyền còn chưa kịp phóng thích sức mạnh ngất trời khiến cho nó nổ tung ngay trong cơ thể, quyền mang bật ngược trở lại, sau khi chạm đất, thần sắc Tiêu Phong thay đổi liên tục, cố gắng nhẫn nhịn một hồi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Nôn ra một ngụm máu lớn. Ai cũng không ngờ được, tình thế lại thay đổi nhanh như vậy. Tốc độ nhanh quá. Đây là thất huyền bộ. Hỏa vân quyền còn chưa kịp phóng thích mà đã thua rồi, Trung Vân Tiêu này làm sao mà làm được thế? Trong mắt đám người Lâm Thu Sam đầy vẻ kinh hãi. Người trong tông môn tu luyện thất huyền bộ rất nhiều, nhưng có thể luyện thành thì chẳng được mấy người. Có thể tiểu thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người có thể luyện được đến cảnh giới như Lâm Nhất, dường như trước giờ chưa từng có. Ngoài thân pháp ra, lực đạo bộc phát ra từ quyền mang của Lâm Nhất cũng khiến đám người Lâm Thu Sam bất ngờ không thôi. Sức mạnh của một quyền đã đánh lui hỏa vân quyền phát huy đến đỉnh phong của Tiêu Phong, loại sức mạnh này thực sự là tu vi của huyền võ tầng thứ tư sao? Trước đó đám đệ tử Hỏa Minh họ hét nói đánh chết Lâm Nhất thì bây giờ mặt người nào người nấy đều rất khó coi, im bặt như thể đã bị câm hết. Các hạ, xưng hô thế nào? Tiêu Phong lạnh mặt sải bước lên trước, thần sắc khi nhìn về phía Lâm Nhất đã không còn vẻ khinh thường như khi nãy nữa. Theo như lời đồn, ở trong núi Mai Kiếm này không hề có quy tắc, tất cả đều tôn sùng thực lực. Trước mắt. Thực lực mà Lâm Nhất thể hiện ra đã đủ để bảo vệ vị trí tôn quý của hắn. Trung Vân Tiêu. Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng vẻ nghi hoặc, không chỉ mỗi hai người bọn họ, đệ tử của Hỏa Minh và Liên Minh Nghịch Thủy đều chưa từng có ai nghe qua cái tên này. Tầm mắt lại quay trở về trên người Lâm Nhất, Tiêu Phong lạnh lùng nói, Trung Vân Tiêu. Ta chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi hẳn không phải là người của Liên Minh Phá Quân. Quỷ Hỏa và Viêm Nguyệt, vậy hà tất phải nhúng tay vào chuyện này để lo chuyện bao đồng. Việc đã hứa với người khác, ta đương nhiên sẽ phải dốc sức mà làm, thân phận của ta là gì thì không cần ngươi phải lo lắng hộ. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn Tiêu Phong, bình tĩnh nói, tiểu tử thật là ngông cuồng. Trong lòng đám đệ tử Hỏa Minh đều chấn động, lại dám nói nặng như thế với sư huynh Tiêu Phong, sư huynh Tiêu Phong còn chưa rút kiếm. Thằng nhóc này, coi trời bằng vung. Chẳng là thực sự cho rằng mình mạnh ngang bằng với 10 người đầu bảng nhân sao? Chương 784 nói ít thôi. Cho dù có là như vậy đi nữa, thì đối mặt với Tiêu sư huynh cũng không được bất kính như thế. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Trong ánh mắt Tiêu Phong thoáng lóe ánh sáng lạnh lẽo đầy ý giết chóc.
Lâm Thu Sam sải bước lên trước, cùng với Cố Bắc Hải, Trần Lăng đứng chung một phía với Lâm Nhất. Liên minh nghịch thủy Ngụy Tùng Hàn bước lên trước một bước, vỗ vai Tiêu Phong khẽ giọng nói, các hạ có thân phận gì, hai chúng ta không hề quan tâm, chỉ là có một số việc không phải cứ tùy tiện đáp ứng là được, một khi không cẩn thận rất có thể sẽ khiến mình mất cả mạng. Trong tiếng cười, lời nói ra lại vô cùng âm u lạnh lẽo, mang đầy hàm ý uy hiếp. Ngụy Tùng Hàn, đứng thứ 28 bảng nhân, nghe nói thực lực của người này còn mạnh hơn Tiêu Phong khá nhiều. Bên dưới lớp mặt nạ, Lâm Nhất nhìn Ngụy Tùng Hàn đang cười lạnh lùng mà khẽ cất giọng nói, con người chết vì tiền, chim chóc chết vì miếng ăn, tranh đoạt cỏ kiếm hoàng chắc chắn sẽ phải có người mất mạng. Người chết là ai, thì chưa chắc được. Vậy thì cứ chờ xem. Trong bóng tối của núi rừng, còn có không ít đồng minh thờ ơ đứng nhìn, hai người cho dù có khó chịu đến đâu thì trước mắt cũng không thể phát tác. Dù gì, cuộc chiến tranh giành cỏ kiếm hoàng còn chưa thực sự bắt đầu, bị người khác nhân cơ hội lợi dụng thì không hay. Không thể thuyết phục được Lâm Nhất, hai người không tiếp tục bám giết nữa, dẫn theo một nhóm đệ tử ngoại môn, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đi tìm một địa điểm nghỉ ngơi khác, đợi cho đến khi xương độc tan hết. Ngụy huynh, đợi sau khi lấy được cỏ kiếm hoàng, nhất định phải thịt thằng nhãi này. Gương mặt Tiêu Phong u ám, đến tận bây giờ mà ngực vẫn còn đau âm ỉ, hắn ta lạnh mặt nói. Yên tâm, ta đảm bảo trước khi đi đến kiếm chủng sẽ lấy mạng của hắn. Cũng không biết từ cái chỗ quỷ nào nhảy ra con chó con mèo, hắn còn tự cho là mình giỏi giang lắm mà. Ngụy Tùng Hàn rất khó chịu với bộ dạng vênh váo, coi trời bằng vung của Lâm Nhất. Trung Vân Tiêu, lần này e là ngươi đã mạo phạm cả hai người kia rồi. Lâm Thu Sam thu lại tầm mắt đặt trên bóng lưng của đám người Ngụy Tùng Hàn, sau đó vừa đánh giá Lâm Nhất vừa khẽ giọng nói. Mạo phạm thì mạo phạm thôi, một khi đã hứa với ngươi thì ta sẽ dốc sức mà làm, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không hề có chút hốt hoảng nào. Hai người này đều là những kẻ nằm trong danh sách 30 người đứng đầu bảng nhân, ngươi không cần phải coi trời bằng vung vậy chứ. Thấy thái độ hoàn toàn chẳng thèm để ý gì của Lâm Nhất, trong lòng Lâm Yên liền có chút bất mãn, tỷ tỷ đó là đang quan tâm hắn. 30 người đứng đầu. Trương Liệt trong danh sách 10 người đứng đầu mà hắn còn chẳng thèm ngó ngàng tới, vậy mà phải đi sợ kẻ chỉ nằm trong danh sách 30 sao. Trừ phi nhóm 10 người đứng đầu bảng nhân kia lên cùng một lúc, nếu không, ở trong núi Mai Kiếm này hắn sẽ chẳng phải lo lắng gì. Nói ít thôi. Chương 785 đúng là nóng vội. Lâm Thu Sam trừng mắt nhìn Lâm Yên trách mắng, vừa rồi nếu không phải Lâm Nhất ra tay, Tiêu Phong kia sẽ tha cho muội sao? Sao mà chẳng rút ra được bài học nào? Thực lực của Trung Huynh quả thực khiến người ta được mở rộng tầm mắt, chẳng qua chỉ là tu vi huyền võ tầng thứ tư mà lại có thể đánh lui Tiêu Phong. Cố Bắc Huyền chắp tay nói. Trần Lăng cười đáp, ta nói từ trước rồi. Thực lực của Trung Huynh không có bất kỳ vấn đề gì, gia nhập với chúng ta chỉ có trăm lợi chứ không hại. Như lúc nguy cấp, ra tay đánh lui Tiêu Phong, đã không còn có ai hoài nghi về thực lực của Lâm Nhất nữa. Lâm Yên cũng định đi xin lỗi, nhưng vừa nghĩ đến đối phương đã từng cho mình một bạt tai liền cảm thấy không thoải mái. Nơi sâu tít trong rừng núi, những đồng minh âm thầm ẩn náu quan sát mọi chuyện đều ảo não bỏ đi. Vốn dĩ tưởng là sẽ được tiếp tục đả kích kẻ xa cơ, tăm tia được một cơ hội chiếm lợi, mà không biết từ đâu lại nhảy ra một tên Trung Vân Tiêu. Trong lòng tất cả mọi người đều có chung một nghi hoặc, Trung Vân Tiêu. Tên Trung Vân Tiêu này lại là ai? Trong ngoại môn, từ lúc nào lại lòi ra thêm một cao thủ thế này vậy? Dầm. Bỗng nhiên, bên trong lòng của mặt hồ trong suốt phía xa xa bắn ra một luồng kiếm quang rực rỡ. Ánh kiếm vút thẳng lên trời. Những người đứng trong phạm vi 10 dặm quanh đó đều nhìn thấy rất rõ ràng, làn xương độc xám xịt nhanh chóng tan đi bằng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy được. Nếu như đứng từ chỗ bục quan vân nhìn qua, trong rừng núi rậm rạp cây cối ở bên ngoài của kiếm chủng bỗng xuất hiện 7 trụ sáng chọc thẳng lên trời. Cỏ kiếm hoàng đã sinh rồi. Dị tượng như vậy, bỗng khiến tất cả đệ tử và trưởng lão đứng trên bục quan vân đều sôi sục cả lên. Ván cược trước đó đã khiến cuộc tranh giành cỏ kiếm hoàng bị đẩy lên mức cao nhất. Từ trên xuống dưới,
Tất cả mọi người ai nấy đều rất mong chờ để được nhìn thấy người đầu tiên lấy được gốc cỏ kiếm hoàng. Mắt của nhóm người Lâm Thu Sam đều sáng rực lên, vui sướng nói, xương độc quả nhiên đã tan đi nhiều, đợi thêm một lúc nữa là có thể đi xuyên qua rồi. Không chỉ là Lâm Thu Sam, tất cả những đồng minh trốn trong bóng tối của rừng rậm cũng đều vui vẻ hẳn lên. Trong sự quan tâm của tất cả mọi người, những nhân tài đứng đầu đang đợi để tranh đoạt cỏ kiếm hoàng, cuối cùng cũng đã chính thức được vén màn. Xương độc còn chưa tan biến hết mà đã có rất nhiều bóng người thì triển thân pháp lao vun vút vào sâu trong rừng. Phút phút phút. Những âm thanh chói tai xuyên qua bầu không khí vang lên bên trong rừng núi, đệ tử của các đại đồng minh lúc trước ẩn nấp trong bóng tối đang điên cuồng lao đi, ở bên đó quang mang như một cây cột, kiếm ý sộc thẳng lên trời. Mặt nước hồ vốn trong vắt, dưới ánh sáng chiếu rọi từ kiếm quang càng trở nên chói mắt. Đúng là nóng vội. Lâm Nhất đứng bên cạnh nhóm người Lâm Thu Sam, nhìn thấy bóng người lại đi liên tiếp thì khẽ giọng nói một câu. Xương độc còn chưa kịp tan hoàn toàn không sợ gặp phải yêu thú sao? Trước mắt, uy lực của xương độc này mặc dù đã giảm đi rất nhiều, nhưng một khi phải chiến đấu, nếu như hít vào quá nhiều thì rủi ro cũng rất lớn. Chương 786 Lâm Yên. Sức hấp dẫn của cỏ kiếm hoàng, ai có thể chống lại được đây? Lâm Thu Sam khẽ than, ngưng tụ kiếm ý, làm sáng kiếm tâm, thậm chí có thể trực tiếp đột phá nút thắt của kiếm pháp. Nếu như cơ duyên đủ, nói không chừng còn có thể thăng lên một tầng, đến tu vi và công pháp cũng đều có thể theo đó mà đột phá. Quả thực, ai cũng khó lòng có thể chống lại được sức hấp dẫn của cỏ kiếm hoàng. Bao gồm cả Lâm Nhất cũng không ngoại lệ. Sau khi luyện hóa một viên kiếm vân đan, Lâm Nhất bèn cảm thấy tử diên kiếm quyết của mình đã có chút lỏng lẻo. Nếu có thể kết hợp với cỏ kiếm hoàng luyện hóa kiếm vân đan, hắn rất chắc chắn, kiếm quyết có thể tăng thẳng lên tầng thứ 8. Đến lúc đó, đừng nói cái gì mà Sở Hạo Vũ, Giang Phong và Diệp Tu, cho dù tất cả 10 người đứng đầu bảng nhân đến vây giết hắn thì hắn cũng chẳng phải sợ. Đi thôi, xương độc mặc dù chưa hoàn toàn tan hết, nhưng với tu vi của chúng ta, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Trần Lăng thấy những người khác đã đi trước một bước vào trong màn xương độc thì cũng cảm thấy có chút sốt ruột. Trước mắt, đây là lúc giành giật từng giây từng phút. Cố Bắc Huyền nhìn về phía Lâm Nhất nói, Trung Huynh, ý của ngươi thế nào? Trong lúc nói chuyện, những người khác ở bốn phía xung quanh, bao gồm cả Lâm Thu Sam đều dồn ánh mắt đầy vẻ trưng cầu ý kiến nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên, địa vị của hắn ở trong đội đã đạt đến đỉnh phong. Lâm Yên và Điền Phi không phục cũng không được. Đi thôi. Lâm Nhất nhìn ra được nhóm người Cố Bắc Huyền và Lâm Thu Sam đã có chút sốt ruột. Nên không đưa ra ý kiến khác với bọn họ, với thực lực của hắn, chắc chắn có thể tự bảo vệ được mình trong màn xương độc này. Xuất phát. Lâm Thu Sam vung tay lên một cái, dẫn đầu đoàn người xông vào, đi ngay phía sau là đệ tử của Liên minh Phá Quân, Liên minh Quỷ Hỏa và Liên minh Viêm Nguyệt. Ngoại trừ võ giả nhân loại ra, số lượng yêu thú dòm ngó đến cỏ kiếm hoàng cũng không ít. Xương độc bao trùm xung quanh núi rừng, cứ thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy âm thanh đại chiến giữa yêu thú và võ giả. Mùi tanh nhàn nhạt tràn ra trong không khí. Trên mặt đất dần dần nhìn nhiều thi thể hơn. Nhìn mà khiến người ta không khỏi kinh hãi, nhưng lại không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng của tất cả mọi người. Một hàng người của Lâm Thu Sam trên đường đi cũng gặp không ít yêu thú, không tránh khỏi vài trận đại chiến. Nhưng thực lực của mấy người cũng không tệ, yêu thú chưa thể gây ra nhiều thương vong cho bọn họ, chỉ là khó tránh được kéo dài thời gian và giảm tốc độ của hành trình. Một con ma viên thân thể đồ sộ, răng nanh lộ cả ra ngoài, đang gào giống từ trên trời hạ xuống. Móng vuốt cực kỳ sắc bén mang theo sức mạnh khủng khiếp hướng thẳng về phía Lâm Yên trong đội mà tát thật mạnh. Cả đội vừa mới chém giết xong nên có phần buông lỏng cảnh giác, đột nhiên lại xuất hiện một màn này khiến tất cả mọi người hét lên thất thanh. Lâm Yên, chương 787 thế mà đi thật. Lâm Thu Sam đi đầu chiến đấu, quay đầu lại nhìn. Mặt liền biến sắc. Với thân pháp của nàng ta, muốn quay lại cứu viện thì chắc chắn không kịp. Trong đầu liền hiện lên hình bóng của một người, vội vàng nhìn về phương hướng của Lâm Nhất, thất huyền bộ,
chỉ có thất huyền bộ của Trung Vân Tiêu mới có thể kịp qua đó. Nhưng lại phát hiện, đúng vào giây phút khi nàng ta quay đầu nhìn, Lâm Nhất đã bước một chân đi. Sức mạnh long tượng cổ xưa bao trùm khắp cơ thể, khí huyết khắp người sao động giống như sóng biển đang sục sôi. Hắn giống như một con man thú thượng cổ đạp mạnh xuống đất, nhấc tay vung một cú đấm qua. Rầm. Một quyền này va chạm mạnh với cú tát của con ma viên gây ra một tiếng nổ vang trời. Dư âm lan ra, không ít đệ tử đứng gần đó, bao gồm cả Lâm Yên cũng bị chấn động ngã lăn ra đất. Yêu thú cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Lâm Yên vừa nhặt lại được cái mạng, đang ngã vật trên đất, sắc mặt tái mét, tim đập thình thịch. Oanh! Con ma viên bị Lâm Nhất đánh lui, rơi trên đất, mặt đất khẽ rung lên, yêu sát lẫn với kiếm ý điên cuồng tràn ra khắp không khí. Không chỉ đơn giản là cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, con ma viên này còn ngưng tụ được cả kiếm vân đan. Cái này! Mặt mấy người đều biến sắc, còn may có Lâm Nhất chắn lại. Nếu không con ma viên này nhảy từ trên trời xuống, trong tình trạng không hề có chút phòng bị nào như thế thì không biết bọn họ sẽ phải tổn thất bao nhiêu người. Grau. Còn chưa kịp tỉnh táo khỏi cơn hoảng hốt vừa rồi, từ trong rừng lại có một con yêu thú to xác gần giống sư tử nhảy ra. Yêu quang màu đen tràn ra, cũng là khí tức của cảnh giới huyền vũ tầng thứ 6, trong đôi mắt màu máu có kiếm mang sao động. Lại có một con nữa. Cỏ kiếm hoàng sinh ra, trong núi rừng những loại yêu nghiệt thế này cũng trở nên nhiều hơn. Bình thường hai con yêu thú cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 sẽ không bao giờ cùng xuất hiện thế này. Một khi đụng độ chắc chắn sẽ phải có đại chiến, hai hổ cắn nhau ắt sẽ có con què con bị thương. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thu Sam, trầm giọng nói, Lâm Thu Sam, đưa mọi người đi trước, đừng để bị kéo dài thời gian. Hai con xúc sinh này cứ giao cho ta. View. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nhất phung tay búng ra một sợi kiếm mang màu tím, dẫn dụ con hắc huyết ma sư kia đến. Lâm Thu Sam kịp thời quyết đoán, triệu tập hết tất cả mọi người lại, nhìn chăm chú Lâm Nhất một cái rồi nói, bảo trọng. Tỷ, đây là hai con yêu thú cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Lâm Yên có chút sốt ruột nói. Đi thôi, thay vì lo lắng cho hắn, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình đi. Cho dù không giết được hai con yêu thú này, Trung Vân Tiêu ít nhất cũng không phải lo đến tính mạng, hắn sẽ không đặt bản thân mình vào bước đường cùng đâu. Lâm Thu Sam lại suy nghĩ khá thấu suốt, quay đầu lại nhìn Lâm Nhất một cái rồi dẫn tất cả mọi người tiếp tục đi về phía kiếm hồ. Thế mà đi thật, chương 788 chơi đùa đến đây thôi, phải kết thúc rồi. Nhìn nhóm người Lâm Thu Sam khuất bóng trong màn sương, bên dưới lớp mặt nạ quỷ. Lâm Nhất bật cười tự giễu. Nhưng mà đi hết cũng tốt, đám người này không đi, thực lực của hắn cũng không thể thi triển được hết ra. Thình thình thình. Ma viên màu đen và hắc huyết ma sư lại không hề cho Lâm Nhất thời gian để kịp suy nghĩ, chúng gầm rú rồi lao như điên đến. Mang theo từng đợt gió lốc, trong cơn lốc có tiếng gầm rú vang lên không ngừng, kiếm ý lẫn trong cơn gió. Đến đúng lúc lắm. Long tượng chiến thể quyết và tử diên kiếm quyết đồng thời vận chuyển, khí lực toàn thân và chân nguyên hòa vào làm một, hóa thành sức mạnh dâng trào, cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Chân nguyên và sức mạnh long tượng hòa vào với nhau, đáy mắt Lâm Nhất lóe qua một tia ánh sáng, nhìn hai con yêu thú đang gầm rú lao đến, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười lạnh lùng. So thanh uy với ta, còn chưa đủ tầm đâu. Trong lúc nhấc chân, Lâm Nhất sải bước đi. Một bước này tạo phong từ long, tạo hổ từ vân, phong vân tụ hợp, long hổ sinh uy. Rầm. Ba luồng uy áp va chạm mạnh với nhau, Lâm Nhất lấy một địch hai, dễ như trở bàn tay đập tan yêu sát của hai con yêu thú. Bất diệt kim cương ấn. Vào giây phút khi yêu sát của đối phương nát vụn, hắn đẩy mạnh hai tay về phía trước, kim quang rực rỡ giống như một ngọn núi lửa bật tung, phun trào. Phập. Yêu thú thân hình đồ sộ bị luồng kim quang xẹt qua này đánh văng ra xa. Long phi hổ khiêu. Bên dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Lâm Nhất cong lên một nụ cười, vẫn là thi triển long hổ quyền này thoải mái nhất. Nếu như nhóm người Lâm Thu Sam ở lại, chắc chắn sẽ bị giật mình hoảng hốt vì một màn này. Lâm Nhất lấy một địch hai,
không chỉ không bị rơi vào thế yếu mà ngược lại còn đập cho hai con yêu thú một trận tơi bời như vậy. Cơ thể hắn giống như một con man thú thượng cổ, khí huyết sục sôi, tiện tay vung một đấm đã mang sức mạnh cả trăm nghìn cân đầy khủng khiếp. Khi sức mạnh này được khống chế bởi Long Hổ Quyền, uy lực phát ra làm nghiêng trời lệch đất, tăng lên gấp mấy lần bình thường. Nhưng mà yêu thú này da thô thịt dày, hung tàn bạo ngược, còn giỏi chịu đòn hơn cả tưởng tượng của Lâm Nhất. Yêu thú ngưng tụ ra kiếm vân đan, trong huyết mạch đã có biến dị, nó đã không còn như những con yêu thú bình thường khác nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là trước khi trời tối cũng chưa chắc đã giết được chúng. Nếu chỉ là dẫn dụ hai con yêu thú này đi chỗ khác thì đối với Lâm Nhất mà nói, quá là đơn giản. Nhưng nghĩ đến kiếm vân đan trong cơ thể của hai con yêu thú này thì Lâm Nhất lại không muốn cứ thể bỏ cuộc. Chơi đùa đến đây thôi, phải kết thúc rồi. Đóa tử diên hoa 47 cánh ở đan điền đang dần nở rộ từng cánh một. Đợi đến khi tất cả các cánh hoa nở hết, thần sắc Lâm Nhất bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đóa tử diên hoa nhìn thì có vẻ mềm mại, nhưng thực tế lại nguy nga, bất động như núi, và nó đang từ từ chuyển động. Chương 789. Soạt. Một khí tức đáng sợ nổi lên trên người Lâm Nhất, tựa như có một đóa hoa tử diên thượng cổ bao trùm lấy thế giới này. Trước ánh mắt lạnh như băng của hắn, bầu không khí trở nên nặng nề, thế gian đột ngột yên tĩnh lại, không nghe thấy một tiếng động nào. Hai con yêu thú hung bạo cũng đứng yên lại, nhìn vào ánh mắt của Lâm Nhất, chúng từ từ nhận ra có gì đó không ổn, có một hơi thở nguy hiểm đang dâng lên trong lòng hai con yêu thú này. Rút lui. Hắc sắc ma viên và hắc huyết ma sư mơ hồ cảm thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy. Chạy được à? Dưới sự điều khiển của Lâm Nhất, hoa tử diên ở vùng đan điền khó khăn xoay nửa vòng tròn. Hắn cười khẩy, trên người phát ra kiếm quang màu tím chói lóa, giờ phút này chân nguyên hùng hậu đã tiêu hao gần như không còn gì nữa. Hô! Cùng với một tiếng thét chói tai, tia kiếm quang màu tím nhanh chóng lóe lên, đuổi theo kịp hai con yêu thú chạy trốn. Chết đi! Lâm Nhất tung ra hai quyền, hai tia kiếm quang lập tức xuyên thủng qua cơ thể khổng lồ của con yêu thú. Đứng trước tử diên xoay ngược, sức phòng ngự đáng kinh ngạc của chúng bị xuyên qua một cách dễ dàng như một tờ giấy mỏng. Phịch! Hắc sắc ma viên và hắc huyết ma sư giãy giụa một lát rồi ngã phịch xuống đất. Chân nguyên toàn thân Lâm Nhất gần như đã cạn kiệt, hắn thở ra một hơi, dù sao cũng là yêu thú huyền võ tầng 6, không dễ giết chút nào. Một lát sau, hai viên yêu đan bốc lửa hừng hực, trong hạch nhân ngưng tụ văn vân tầng 3 xuất hiện trên tay hắn. Cộng thêm hai viên trong túi trữ vật của mình thì tổng cộng là 4 viên đan kiếm vân. Nếu thu thập đủ 10 viên đan kiếm vân, sau đó dùng kết hợp với cỏ kiếm hoàng, mình tin chắc rằng tử diên kiếm quyết sẽ có thể đột phá tầng 8. Lâm Nhất cầm thật chặt đan kiếm vân trong lòng bàn tay, trong mắt thoáng qua vẻ mong chờ. Cỏ kiếm hoàng, nhất định phải lấy được cỏ kiếm hoàng. Một khi tử diên kiếm quyết đột phá tầng 8 sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tới lúc đó coi như hắn có thể chân chính tung hoành trong núi Mai Kiếm mà không sợ gì cả. Khôi phục chân nguyên trước đã, lát nữa rồi tụ họp với họ sau. Mấy người đó sẽ không xui xẻo đến nỗi lại gặp phải yêu thú huyền võ tầng 6 đâu ha. Lâm Nhất cất đan kiếm vân đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Yêu thú huyền võ tầng 6 vô cùng mạnh, trong tình huống bình thường rất khó gặp phải. Chỉ cần không phải yêu thú huyền võ tầng 6. Với thực lực của ba người Lâm Thu Sam, họ có thể dễ dàng giải quyết. Hắn lấy hai viên linh ngọc ra, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ thi triển tử diên kiếm quyết. Chương 790. Trong núi thây biển máu có thi thể của hắc sắc ma viên và hắc huyết ma sư trấn nhiếp, miễn là yêu thú có lý trí thì sẽ không tới gây sự với hắn. Vù. Trong làn sương độc, mấy chục bóng dáng nhanh chóng lướt qua giữa núi rừng, đồng thời cẩn thận quan sát bốn phía. Thường thường có thể bắt gặp hài cốt của yêu thú và võ giả, cùng với những vũng máu đỏ tươi ở dưới mặt đất, nhìn thấy mà phát hoảng. Con đường đi đến nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng đã được định sẵn là một con đường chôn thây táng cốt. Đoàn người cũng không thèm nhìn, nhanh chóng tiến về phía hồ nước lập lòe ánh sáng lóa mắt, rồi rào kiếm ý ở đằng trước. Lâm Yên đi theo sau lưng Lâm Thu Sam, thỉnh thoảng nhìn lại phía sau bằng ánh mắt phức tạp. Nhưng giữa làn sương mù mông lung, dù mắt có tốt đến đâu cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng Lâm Nhất chiến đấu với yêu thú,
thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Bởi vì trên đường đi có quá nhiều liên minh bị yêu thú chặn đường, đâu đâu cũng toàn những tiếng đánh giết. Một hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Yên không nhìn được nữa, cắn răng lên tiếng, tỷ tỷ, Trung Vân Tiêu có sao không ạ? Dù cho nàng ta không biết điều thế nào đi nữa thì lúc này cũng cảm thấy lo lắng. Khi nãy nàng ta nói năng rất khó nghe, chọc cho Tiêu Phong nổi giận ra tay, tuyên bố nhất định phải giết nàng ta cho bằng được. Nếu không nhờ Lâm Nhất ra tay thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã thành sự thật, hắn cứu nàng ta một mạng, lúc ra tay chỉ dùng một quyền đã đánh lùi hắc sắc ma viên. Sau đó còn ghê gớm hơn nữa, một mình hắn chống lại hai con yêu thú huyền võ tầng 6. Trên đường đi, đám người Lâm Thu Sam đã bắt gặp không biết bao nhiêu liên minh bị yêu thú chặn lại. Nếu không có Lâm Nhất, họ nhất định sẽ trở thành một trong số đó, thậm chí còn có thể có người bỏ mạng. Lúc này họ được đi một mạch đến nơi, hồ kiếm sáng ngời ở gần ngay trước mắt, mọi thứ đều do Lâm Nhất ban tặng. Lâm Thu Sam cau mày, vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt, nàng ta lập tức lắc đầu, Trung Vân Tiêu nhìn có vẻ ngông cuồng, nhưng thực trên thực tế hắn không bao giờ làm những việc chưa chắc chắn. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì chắc chắn không có gì đáng lo. Với thất huyền bộ của hắn, dù không đánh lại cũng đủ để thong thả rời đi. Nói xong, Lâm Thu Sam ngoảnh đầu lại nhìn, nàng ta cũng hy vọng Lâm Nhất có thể nhanh chóng quay lại. Càng đến gần hồ kiếm, càng có thể cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng. Trên đường đi, nàng ta cảm ứng được rất nhiều khí tức mạnh mẽ, có không ít người thuộc 30 hạng đầu bảng nhân. Trước đó, nàng ta còn ngây thơ cho rằng ba liên minh hợp tác với nhau, để giành được cỏ kiếm hoàng thực sự có hơi miễn cưỡng. Nếu không có Lâm Nhất trấn thủ thì hy vọng quá xa vời. Cố Bắc Huyền lên tiếng, ta cũng nghĩ vậy, có vẻ như Trung Huynh rất tự tin, còn Hắc Huyết Ma Sư sau cùng cũng do hắn chủ động dụ đi. Trông Trần Lăng có vẻ thoải mái nhất, hắn ta nhìn Lâm Yên, Lâm Sư muội cứ yên tâm. Ta nghĩ Trung Vân Tiêu nhìn chúng đan kiếm vân của hai con yêu thú này nên mới cố tình đuổi chúng ta đi đấy. Không phải vậy đâu. Lâm Yên nhíu mày, nàng ta không thích nghe những lời này, bèn nghiêm mặt, sao ngươi lại xấu bụng thế? Người ta chủ động ngăn lại hai con yêu thú huyền võ tầng 6, tại sao vào mắt ngươi lại thành ích kỷ? Hay là ngươi thử đi cản hai con yêu thú huyền võ tầng 6 đi, ta không tin Trung Vân Tiêu là loại người này đâu. Vẻ mặt Trần Lăng lập tức trở nên khó coi, hắn ta thầm cười khổ, vì lo lắng nên ta mới bột miệng nói ra câu này, cô mắng ta làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.